bạn phải coi những cái bài giảng trước nha. Giờ ta đi vào phần môn cơ kỹ thuật, thì thầy sẽ nói những cái ý chính, còn cái những cái ý này bữa trước trong cái video trước thầy đã làm rồi, các bạn có xem qua, bạn nào chưa xem thì cố gắng xem lại nha. Bạn nào hôm nay mới vào group á, rồi thì thầy chỉ nhấn mạnh những cái ý chính để cho các bạn biết thôi. Thứ nhất, các bạn cần phải quan tâm cho thầy trong cái chương này, đó chính là lực. Lực thì các bạn quan tâm cho thầy ba điều. Thứ nhất là gì đây? Điểm đặt. Ví dụ như là cái hình này, điểm đặt lực, lực người ta thường ký hiệu chữ cái là chữ F, và điểm đặt là lực tác dụng ngay tại điểm nào, thì các bạn khi các bạn vẽ hình giải phóng liên kết là phải đặt đúng ngay tại điểm đó nha. Ví dụ như cái lực màu đỏ này nè, lực F này tác dụng ngay tại điểm O. Khi mà các bạn vẽ thì các bạn phải vẽ lại đúng ngay tại điểm O, chứ không phải được vẽ qua bên đây, hoặc là không được nhích qua bên đây, hoặc là không được nhích xuống bên đây. Tức là nó đặt ngay tại điểm nào phải vẽ đúng ngay tại vị trí điểm đó cho thầy. Bây giờ đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn khi các bạn vẽ là những chiều là phải có mũi tên. Chứ nhiều bạn vẽ một những cái đường thẳng này không không là có nghĩa là chúng ta sai. Chú ý nha, lực nhiều bạn cứ vẽ đường thẳng vậy này, kiểu này. Có nghĩa là chúng ta sai nha các bạn nha. Nhớ lực là phải có mũi tên nữa. Người ta mới biết được nó tác dụng theo phương nào, theo hướng nào. Các bạn hiểu ý không? Nhớ chưa? Nhớ là phải có mũi tên. Rồi độ lớn của nó thì có thể là đơn vị là kilonewton hoặc newton tùy. Và lực người ta thường ký hiệu là chữ cái là chữ F. Nói chung lực là phải ký hiệu chữ cái là in hoa. Nhớ nha, quy ước là chữ cái in hoa và về lực. Rồi, đó là một cái quy ước bữa trước thầy không nhắc. Cái thứ hai, đó, các bạn thấy không? Lực người ta ký hiệu là bằng những chữ cái in hoa. Cái tiếp theo, lực phân bố đều. Lực phân bố đều người ta ký hiệu chữ cái là chữ quy nhỏ. Luôn luôn mặc định chữ cái là quy nhỏ, lực phân bố đều nha. Các bạn nhớ nha, lực phân bố đều là lực có thứ nguyên là lực chia cho chiều dài, thì người ta gọi đây là lực phân bố đều. Thì trên cái hình này các bạn thấy rõ ràng này, cái lực phân bố đều á, lực phân bố đều này. Ví dụ như là cái cần cẩu này nó đang cẩu cái ống thép, chịu những cái lực mũi tên màu trắng này phân bố cách đều nhau. Ở bài giảng trước các bạn đã biết rồi, đây là lực phân bố đều hình chữ nhật đúng không? Khi mà gặp lực phân bố đều hình chữ nhật thì các bạn phải thu về đâu các bạn? Thầy nhắc lại, thu về đâu? Thu về lực phân bố đều hình chữ nhật mình phải thu về trung điểm đúng không? Thu về trung điểm giống như hình này nè, giống mũi tên này thu về mũi tên màu đỏ đúng không? Lực phân bố đều người ta ký hiệu chữ cái là quy nhỏ những mũi tên màu trắng, hình này hình chữ nhật, thầy thu về lực tập trung thì nó phải là chữ cái là chữ gì? Quy lớn đúng không? Nguyên tắc của mình là lực tập trung là toàn bộ là phải chữ cái là in hoa, chỉ có lực phân bố đều mới là chữ cái là quy nhỏ. Như vậy lúc này quy lớn của mình là bằng cái gì các bạn nhớ không? Quy lớn sẽ bằng quy nhỏ nhân với độ dài phân bố, là nó đang phân bố trên cái chiều dài ống này, là giả sử thầy đọc là AB đi, được chưa? Nhân với AB. Bạn hiểu không? Đây này, cách thu đổi về lực phân bố nè. Đó. Nhớ như vậy nha. Đây là công thức. Đó, quy nhỏ nhân với AB, giả sử cái ống này có chiều dài là AB thì phải là bằng quy lớn sẽ bằng quy nhỏ nhân với AB, và quy lớn đặt ngay trung điểm của cái ống này. Rồi, như vậy các bạn, thầy nhắc lại rồi nha, đó là lực phân bố đều hình chữ nhật. Còn hình tam giác thì các bạn coi tiếp nội dung bài giảng tiếp theo, bài giảng trước á. Tiếp một cái nữa các bạn cần phải nắm, thứ nhất là hệ lực. Như vậy khi hệ lực người ta sẽ ký hiệu như thế nào? Hệ lực cách quy ước như sau, các bạn nhớ giúp thầy. Đây, giả sử thầy có một cái móc như thế này, chịu tác dụng của nhiều lực, lực 2 kN này, lực T này, lực 1.2 này, lực 1.8 này. Như vậy nhiều cái lực này cùng tác dụng vô một vật khảo sát của mình, được không? Vô một vật khảo sát của mình là vật này, thì người ta gọi đây là hệ lực. Và khi mà các là bạn làm bài, người ta đề bài, người ta yêu cầu là hãy viết biểu thức hệ lực, thì lúc này các bạn sẽ cách trình bày như thế nào? Cách viết biểu thức hệ lực là như sau. Đây, đây là công thức tổng quát này, là các bạn mở ngoặc đơn ra, mở ngoặc đơn ra, bạn hiểu ý không? Mở ngoặc đơn ra, trong đây ví dụ như cái hình này các bạn thấy có lực 2 kN, lực T, lực 1.2, lực 1.8, thì các bạn sẽ liệt kê vào đây là gì? Vector 2 kN. Các bạn sẽ liệt kê vào đây là vector 2 kN này, được không? Rồi tiếp tục vector T nè, đúng không? Nhìn lên cái hình này nó có bao nhiêu lực tác dụng vào thì các bạn liệt kê vào đây, thì người ta gọi đây là hệ lực, đóng ngoặc đơn lại, vân vân. Và hiểu cách trình bày hệ lực chưa? Chưa? Tức là nhìn vô cái vật mình đang khảo sát chịu bao nhiêu lực tác dụng lên cái vật đang khảo sát, thì các bạn liệt mở một đơn ra.
có dấu vectơ trên đầu đóng ngoặc đơn lại và tương đương đóng ngoặc đơn lại, thì đây người ta gọi đây là hệ lực. Rồi hệ lực có nghĩa là tất cả tập hợp tất cả các lực cùng tác dụng vào cái này, vật khảo sát tương đương. Bây giờ tới cái thứ ba, đó là hệ lực tương đương, các bạn cần phải nắm vững. Thầy lấy ví dụ, thầy có cái hình này chịu tác dụng vật rắn, thầy giả sử vật rắn A, được chưa, thầy cho lực tác dụng vào đây là F1, tác dụng vào vật A là F1, rồi thêm một lực nữa đi, tại vì hệ lực là tối thiểu phải là lớn hơn một lực thì người ta mới gọi là hệ lực. Rồi vật rắn A chịu tác dụng của một lực F2 cũng như vậy, nhưng mà bây giờ cũng là vật rắn A, giống hình này, cũng là vật, cũng chính là nó, nhưng mà bây giờ thầy không cho một lực khác, lực ký hiệu là B2 tác dụng hướng vào, ví dụ vậy, lực B1 tác dụng hướng ra, lực B thầy ký hiệu chữ cái là khác, lực B1 là hướng ra. Như vậy hai cái lực này này, F1, F2 tác dụng vào vật A và lực B1, B2 tác dụng cũng vào, tác dụng vào vật A, thì nếu như hai hệ lực này người gọi là tương đương thì người ta sẽ ký hiệu sao các bạn? Người ta sẽ ký hiệu hệ lực đầu tiên là gì? Vector F1 đúng không? Người ta sẽ ký hiệu này, lực đầu tiên nè, vector F1 nè, hệ lực mà, vector F2 nè. Đúng chưa? Hệ lực. Vector F2. Hai lực đóng ngoặc lại thì người ta gọi là hệ lực này đúng không? Bây giờ tương đương, hệ lực tương đương là phải có dấu tương đương. Đây, dấu tương đương là dấu này. Đây, tương đương, được không? Rồi, tương đương với hệ lực thứ hai thì bắt buộc mình phải mở gì? Mở dấu ngoặc đơn ra. Hệ lực thứ hai của mình có phải là B1, B2 không? Như vậy nó phải tương đương với hệ lực là B1, B2. Vậy ở đây là thầy sẽ tương đương với hệ lực của mình là B1, B2. Thì đây người ta gọi đây là cách ký hiệu hệ lực tương đương. Như vậy các bạn hiểu được ý nghĩa của hệ lực tương đương chưa? Đây là công thức tổng quát, được không ạ? Hệ lực tương đương, đó, công thức tổng quát. Thầy đây, cái biểu thức này thầy đang viết là minh họa cho cái ví dụ này, được chưa? Rồi, tiếp tục. Một kiến thức nữa trong cái video trước mà chúng ta chưa được học, đó là hệ lực cân bằng. Đó là hệ lực cân bằng. Thầy giả sử hệ lực cân bằng được cân bằng khi nào? Khi không có lực tác dụng cơ học lên cơ hệ khảo sát. Người ta đang nói nôm na lý thuyết là như vậy, các bạn chỉ cần nhớ thầy đơn giản thôi. Tức là bây giờ thầy có một cái đối tượng khảo sát là cái hình vành này nè, hình vành vành khuyên đang chịu móc lên những sợi dây là T1, T2, T3 và lực B. Như vậy rõ ràng cái hệ lực đầu tiên người ta đã nói là gì đây? Là một hệ lực. Như vậy một hệ lực thì các bạn bắt buộc các bạn phải biểu diễn sao các bạn? Có chữ hệ lực thì các bạn phải biểu diễn sao? Đây nè, cái chữ này nè, đúng không? Chữ này thì bắt buộc là bây giờ mình nhìn lên cái cơ hệ khảo sát này của mình là có bao nhiêu lực tác dụng thì mình đóng mở một đơn ra mình gom lại. Như vậy T1 là 2 là 1 nè, T3, T2 nè và lực B. Như vậy thầy sẽ liệt kê sao đây? Mở một đơn ra, T1, T2, T3 và lực B, đóng một đơn lại thì đây gọi là chữ hệ lực nè. Và cân bằng, cân bằng thì nó phải tương đương với không. Vậy là xong. Như vậy các bạn hiểu cách viết chưa? Hiểu chưa? Như vậy đề bài mà người ta yêu cầu là hãy viết hệ lực cân bằng thì các bạn là phải nhớ phải có tương đương với không nữa thì mới cân bằng. Rồi, hợp lực. Hợp lực là cái gì? Hợp lực các bạn chỉ cần nắm cho thầy là tất cả các lực, người ta bây giờ rất là nhiều lực như thế này nè, người ta quy về một lực duy nhất đại diện cho tất cả các lực này thì người ta gọi là hợp lực. Rồi, ví dụ thường thường người ta ký hiệu chữ hợp lực là chữ R. Đó, F1, F2, Fn vân vân, ví dụ như hình này F1 này, F2 này, Fn này vân vân. Người ta quy tất cả các F này về thay bằng một mũi tên màu đỏ là FR, thì đây FR này người ta gọi là hợp lực thôi. Vậy thôi. Như vậy các bạn phải nắm vững một số cái định nghĩa về hợp lực giúp thầy nha. Rồi. Cái thứ ba chúng ta cần quan tâm ở đây đó chính là moment. Thì bài trước thầy đã làm một cái video trước gửi sẵn cho các bạn. Cái phần này quan trọng tại vì đề thi giữa kỳ hay tập trung vào cái phần mà hãy viết biểu thức moment của một lực đối một điểm. Thì thầy nói luôn, cách viết biểu thức moment của một lực đối một điểm thì nó sẽ có hai cách viết. Các bạn nhớ giùm thầy nha. Cách số 1, nếu như đề bài người ta không nói gì, tức là các bạn sẽ viết cho thầy cách đại số là dạng tổng quát. Nhớ giùm thầy nha. Nếu như đề bài không nói gì thì các bạn viết cho thầy dạng tổng quát. Quá nha. Dạng tổng quát thì dạng tổng quát như thế nào thì thầy sẽ nói phía sau tiếp tục. Sau đây ha. Đó là dạng tổng quát. Rồi, một cái nữa đó là dạng viết trong dạng vector. Thì các bạn đọc trong cái tài liệu hoặc là bài giảng á, các bạn thấy có một dạng vector. Cái nữa đây chính là dạng vector.
hay nói dạng là tọa độ đề cát á, vector, nó khá là đề cát. Dạ, có hai cách nha, dạng đề cát nè và dạng tổng quát nè. Được không? Nhớ nha, khi mà đề bài nó không nói gì, tức có nghĩa là các bạn sẽ viết cho thầy dạng tổng quát, dạng tổng quát. Nếu như đề bài mà người ta yêu cầu là hãy tính moment đối với dạng vector thì người ta sẽ nói câu là viết theo dạng vector hoặc dạng đề cát, là các bạn tính cho thầy cái này. Được không? Nhớ giúp thầy nha, moment có hai cách viết, có hai cách biểu diễn. Rồi, như vậy dạng tổng quát đi vào phần 3.1 trước nè, moment của một lực đối một điểm, dạng tổng quát. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ cho thầy cách tính moment của một lực đối với một điểm như sau, theo đúng công thức này. Theo đúng công thức này nha. Moment đối lực đối một điểm. Này chưa có gì hết. Rồi, thì thường người ta ký hiệu nè, chữ cái M nhỏ hoặc M lớn gì cũng được, cái đó là do quy ước, các bạn nhớ cho thầy nha. Đối với moment người ta có ký hiệu là hai chữ cái, là chữ M nhỏ hoặc M lớn gì cũng được, phía trên là cạnh ngang, tức là độ lớn á. Moment đối với điểm nào, ví dụ bài toán này là moment đối với điểm A, là chúng ta ghi là tổng gạch ngang đối với điểm A, mở ngoặc. Đối với chữ, ví dụ bài này là đối với chữ F đúng không, đối với chữ F thì là tổng moment đối với một lực đối với chữ F là ghi đây là nhân với F của lực F này, sẽ bằng theo đúng công thức của mình là gì, cộng hoặc trừ. À, theo đúng công thức của mình là cộng hoặc trừ. Của lực F nhân với cánh tay đọt. Lực F nhân với cánh tay đọt. Dạ, lực F nhân với cánh tay đọt. Rồi như vậy trong công thức này của mình là bắt buộc mà là mình phải xác định được dấu cộng hay dấu trừ nè. Dấu cộng hay dấu trừ, như vậy dấu các bạn nhớ giúp thầy quy ước về dấu. Dấu này, dấu cộng khi lực tác dụng làm cánh tay đọt quay ngược chiều kim đồng hồ. Nhớ giúp thầy, dấu cộng khi lực tác dụng làm cho cánh tay đọt quay ngược chiều kim đồng hồ. Quay ngược chiều kim đồng hồ là sao? Giờ thầy sẽ vẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nè. Đây, ví dụ xuất phát đây đúng không? Như vậy cái chiều kim đồng hồ mình nó quay như thế này nè. Đó, như vậy gọi là ngược chiều kim đồng hồ. Rồi hiểu chưa? Rồi. Đây, mũi tên. Đó, chiều này người ta gọi là ngược chiều kim đồng hồ. Đúng không? Các bạn thấy kim đồng hồ nó quay như thế này này, là ngược chiều, là dấu dương, nhớ giúp thầy nha. Rồi dấu trừ khi lực tác dụng làm cho cánh tay đòn quay cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy quay cùng chiều là sao? Cái chiều kim đồng hồ máy cơ của mình á, đây cái này nè, quay coi thầy bị diễn lại ha. Đây, giả sử xuất phát đây thì nó quay như thế này nè, thì người ta gọi đây là cùng chiều kim đồng hồ, thì dấu trừ. Mà nhớ thầy chưa? Được chưa? Rồi, đó là về dấu. Nhớ lực ở đây, cách xác định lực thì các bạn đã biết rồi. Bây giờ cách xác định D nè, cách xác định D. Bây giờ thầy nói lại cách xác định D cho các bạn ha. Có những bạn nào mà chưa xem bài giảng trước thì thầy nói lại một lần nữa để chúng ta hiểu cách xác định D. Đó là cách xác định cánh tay đòn đó. Chúng ta sẽ có trình tự đi theo các bước như sau. Bước 1 là gì? Đầu tiên là cái gì các bạn? Kéo dài đường tác dụng lực. Đường tác dụng lực. Kéo dài nó ra. Rồi, đó là bước 1. Bước 2, chúng ta làm cái gì? Bước 2 là từ điểm lấy moment. Từ điểm lấy moment. Hạ đường thẳng vuông góc. Đường tác dụng lực, đường ha. Đó, chúng ta chỉ có hai bước này thôi. Bước thứ nhất là kéo dài đường tác dụng lực này ra. Bước thứ hai là từ điểm mà lấy moment á, đề bài yêu cầu lấy moment đối với điểm nào, các bạn vẽ cho thầy một đường, tức là hạ vuông góc xuống cái đường mà mình mới vừa kéo dài ra, thì cái đoạn kéo dài đó chính là cánh tay đòn. Rồi, được chưa? Đó là xong. Rồi ha. Tiếp. Thầy lấy ví dụ, giả sử thầy có một cái dầm AB. Dầm ABCD. Ở đây. Chịu lực B tác dụng như thế này. À, chịu lực B tác dụng như thế này.
Đây nghe này. Rồi đề bài yêu cầu mình là hãy tính moment đối điểm A. Rồi như vậy tính moment đối điểm A thầy sẽ ký hiệu như thế nào? Đối với ví dụ này. Rồi moment đối với điểm A thầy sẽ là moment đối với điểm A của lực gì? Của lực B, thì ở đây thầy phải sửa lại là chữ B, được không? Bây giờ xác định cộng hay trừ này. Muốn biết cộng hay trừ thì các bạn bây giờ cái dòng đối tượng của mình khảo sát là cái dòng AB đang nằm ngang, các bạn lấy cây viết ra giữ trước mặt của các bạn. Nhớ tính moment đối với điểm nào, giữ điểm đó, cố định lại cho thầy. Như vậy là lấy cái viết ra giữ trước mặt, các bạn giữ điểm A cố định, tại vì đề bài yêu cầu là tính đối với điểm A mà, giữ A cố định lại. Thì bây giờ muốn biết trong thứ này dấu cộng hay dấu trừ thì các bạn cho lực B này tác dụng lên. Coi thử coi cái đầu bút của mình nó quay như thế nào. Thầy giữ A lại nè. Thì bây giờ lực B này tác dụng lên thì có phải là cái đầu B, đầu bút AB của mình là đầu bút này, nó quay như thế này nè, đúng không ạ? Đúng không? Như vậy là nó đang quay như thế này, có phải là giống như chiều này không? Giống như chiều này không? Đó, nó quay như thế này không? Như vậy là cùng chiều kim đồng hồ thì là dấu gì? Dấu trừ. Rồi, lực B. Vậy chưa? Rồi, cánh tay đòn. Bây giờ mình kéo dài đường tác dụng lực ra. Nguyên tắc của mình là mình kéo dài đường tác dụng lực chứa lực B này. Đó, xác định cánh tay đòn là kéo dài đường chứa lực màu đỏ này. Kéo dài nó ra. Bước thứ hai là làm cái gì? Từ điểm mình lấy moment hạ đường thẳng vuông góc xuống. Từ điểm mình lấy moment là điểm A. Hạ đường thẳng vuông góc xuống C. À, xuống cái đường mà mình kéo dài là đường này, đúng không? Như vậy hạ vuông góc có phải là hạ ngay đây không? Thì cái đoạn này chính là cánh tay đọt, đúng rồi, đúng không? Đó, cái đoạn này chính là cánh tay đọt, đúng rồi, cái đoạn màu đỏ này đây chính là cánh tay đọt, đúng không? Rồi như vậy là có phải là đoạn cánh tay đọt của mình ở đây chính là bạn đoạn AC, vậy hiểu ý thầy chưa? Như vậy như gặp những cái trường hợp đơn giản như thế này, các bạn nhìn vô cánh tay đọt thì các bạn cần phải kéo dài đường tác dụng rồi hạ đường thẳng vuông góc xuống làm gì không? Không cần ha. Khi các bạn làm bài á thì các bạn nhìn vô các bạn lấy luôn, chứ không cần phải vẽ nhiều đường giống như thầy vẽ để giúp các bạn hiểu đâu. Làm như vậy nó rối hình. Như vậy khi mà các bạn làm bài, các bạn nhìn vô các bạn chỉ cần bị gì trên nháp được rồi, còn trên bài làm của mình không cần phải vẽ nhiều đường như vậy đâu. Được không bạn? Các bạn hiểu chưa? Nào dễ thì mình nhìn vô mình lấy luôn cánh tay đòn, chứ không cần phải làm như vậy, nó lâu. Được không? Rồi. Bây giờ tiếp tục. Đây là cái dạng hôm trước là bài giảng của thầy đã hướng dẫn cho các bạn là cách tính này, gọi là cách tính tổng quát. Nếu như đề bài không yêu cầu gì thì các bạn tính theo cách này cho thầy, được không? Rồi thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ nữa, thầy nhắc lại ví dụ bữa trước, nhắc lại ví dụ bữa trước cho những bạn nào chưa xem. Đây ví dụ này, hãy tính moment của lực F này đối với điểm O. Hãy tính moment của lực F này đối với điểm O. Điểm O ngay đây, được chưa? Như vậy là các bạn, thầy nhắc lại một lần nữa nè, khi mà các bạn đụng những cái bài mà lực xiên như thế này, lực xiên như thế này, thì bước số 1 các bạn cần phải làm cho thầy là tách ra cho thầy làm hai phương. Nhớ nha, khi mà đụng lực xiên như thế này, bước số 1 các bạn tách ra cho thầy tại hai phương. Tại vì ở đây là trong mặt phẳng, cho nên là các bạn nhớ này, trục nằm ngang, tách ra cho thầy là theo phương nằm ngang và theo phương đứng. Thì theo phương đứng của mình trong hệ trục tọa độ là trục y, còn theo phương nằm ngang của mình trong hệ trục tọa độ đề cát là trục x, đúng không bạn? Như vậy bây giờ cái lực ép này nè, bây giờ thầy sẽ tách theo phương nằm ngang trước. Phương nằm ngang nè, thầy vẽ cái phương nằm ngang ra nè. Đây, phương này phương nằm ngang. Được không? Rồi, bây giờ từ cái lực ép này, màu đỏ này, bây giờ thầy sẽ tách ra làm theo phương ít trước, theo phương nằm ngang trước. Đây, nó đang nằm màu đỏ như thế này. Thì nguyên tắc của mình là mình phải chiếu xuống trục ít, là nắm cái đầu mũi tên này, thầy chiếu vuông góc xuống trục ít là nằm ngay đây. Đúng không? Vậy, hiểu chưa? Như vậy ở đây chính là FX. Như vậy ở đây chính là FX. Và cách tính FX như thế nào? Các bạn nhớ cho thầy, FX của mình là đang kề với góc bao nhiêu độ? Còn lực màu xanh này đang kề với góc 40, thì cứ nhớ giúp cho thầy cách tính nhanh. Đó chính là kề với góc nào nhân thêm cos góc đó là xong. Thì có phải là mình sẽ lấy lực màu đỏ của mình là F nhân với cos 40 là xong, là ra được FX. Các bạn hiểu cách tính không? Được không? Còn bạn nào không hiểu chỗ nào thì cứ mở mic lên nói thầy nha. Tiếp. Bây giờ FX đã xong, bây giờ tới FY. Đây, cái mũi tên màu đỏ, như mũi tên màu đỏ ra như thế này. Bây giờ FI của mình là mình phải chiếu theo phương thẳng đứng, đúng không? Mới gọi là FI. Đây, phương thẳng đứng. Thẳng đứng đây. Đó, phương thẳng đứng là phương này. Như vậy có phải thầy chiếu lên phương thẳng đứng, có phải là thầy nắm cái đầu mũi tên này thì chiếu vuông góc xuống. Khoảng ngay đây không? Đúng không ạ? Có nhiều bạn hỏi thầy là ủa sao bây giờ em chiếu lên trên được không thầy? Bây giờ nó như thế này. Nó đang nằm như thế này nè. Đây, nhiều bạn là mũi tên nó đang nằm như thế này. Bây giờ hỏi là em chiếu lên trên thì sao thầy, được không thầy? Từ đây mà bạn chiếu lên kiểu này đây, hoành tráng tá lệ luôn. Được luôn nha.
Bạn nào mà chiếu như thế này là liên hệ với phòng đào tạo nhé, đăng ký học lại. Đúng không? Nguyên tắc của chúng ta là chúng ta chiếu là chúng ta phải chiếu vuông góc, là phải là góc đó phải bé hơn bằng 90 độ chứ làm sao mà lớn hơn 90 độ được. Đúng không? Bạn nào mà chiếu là nó hướng theo chiều này thì góc hợp bởi màu đỏ, mũi tên màu đỏ với lại cái đường màu xanh này là lớn hơn. Chiếu kiểu này thì góc hợp bởi màu đỏ và màu xanh này nó lớn hơn 90 độ thì làm sao gọi là chiếu được? Chiếu là phải vuông góc mà. Đúng không? Thì từ đây nè chúng ta nắm đầu vuông góc xuống. Như vậy đây chính là FB. Và cách tính FB thì góc này 40 độ thì góc còn lại phải là bao nhiêu? 50. 50 thì chúng ta cứ nhớ là kề góc nào thì nhân thêm cos góc đó, như vậy nó kề với góc 50 thì cứ lấy F nhân với cos 50 là ra được FB. Được không ạ? Rồi. Như vậy chỗ này có bạn nào thắc mắc không? Cái này chưa? Đó. Như vậy khi mà các bạn đã tách ra được hai thành phần như thế này rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn đi tính gì vậy? Moment nữa thôi, đó là bước số 2. Nhớ nha, khi gặp lực xuyên, bước số 1 mình cần phải tính là mình phải tách ra làm hai thành phần trước. Rồi, bây giờ tới bước số 2. Bây giờ mới ráp vào đề này. Đối với moment, đối với điểm O đây, như vậy lực mình đã tách ra làm hai phương rồi, là phương này với phương này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tầng lực. Đầu tiên là thầy sẽ kiểm tra cái lực màu xanh đậm đi, xanh này. Giờ lực Fx bước số 1, bây giờ mình phải xác định là dấu và cánh tay đòn đúng không? Thầy sẽ kéo dài đường tác dụng lực này ra. Kéo dài đường tác dụng lực này ra, chứ Fx ra đây, đúng không? Rồi bước số 2 là từ điểm O mình làm gì? Hạ đường thẳng vuông góc xuống cái đường mình mới vừa kéo dài. Đây, từ điểm O thầy hạ vuông góc xuống thì cái đường màu xanh lá chuối non này này, có phải rõ ràng đây chính là cánh tay đòn của lực Fx không? Đúng các bạn? Đúng không? Cái đoạn màu xanh đậm lá chuối non này, đây chính là cánh tay đòn của Fx. Như vậy bây giờ mình sẽ xác định là moment đối với điểm O của lực Fx trước. Như vậy lực Fx nó tác dụng theo phương là từ trái sang phải theo phương này. Các bạn giữ O, tức có nghĩa là các bạn lấy cái viết ra, các bạn giữ trước mặt của các bạn, giữ thẳng đứng, giữ điểm dưới này cố định lại cho thầy, cái viết cố định lại. Thì rõ ràng cho lực này tác dụng thì có phải là làm cho cái này nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Đúng không? Nó quay như thế này không? Đúng không? Quay cùng chiều kim đồng hồ thì dấu gì các bạn? Có phải là lực Fx nó sẽ là dấu trừ không? Trừ Fx cánh tay đòn là mấy mét? 4 mét. Vậy là xong lực Fx. Và hiểu chưa? Tương tự, bây giờ tới Fx. Bước số 1, kéo dài đường tác dụng lực chứa FI. Đây, kéo dài chứa FI. Kéo dài đường chứa lực tác dụng chứa FI. Bước số 2, từ điểm lấy moment là điểm O, hạ đường thẳng vuông góc xuống đường mới vừa kéo dài. Đoạn xanh lá chuối non này chính là cánh tay đòn. Thấy chưa? Rồi, như vậy bây giờ cái lực FI này đang tác dụng từ trên này xuống nè, các bạn thấy nè, đẩy tác dụng từ trên này xuống thì có phải là đẩy cho cái cột này của mình quay cùng chiều kim đồng hồ đúng không? Như vậy cùng chiều là kim đồng hồ là dấu gì? Dấu trừ. Trừ FI cánh tay đòn có phải là bằng khoảng cách màu xanh lá chuối non này có phải là 2 mét không? Nhân với 2 là xong. Đây. Đó, như vậy là các bạn đã hiểu được cái cách làm của bài toán này chưa? Nhớ ghi đơn vị đầy đủ nhé. Được chưa? Ví dụ này bữa trước là thầy đã sửa rồi, bây giờ mình sẽ tới ví dụ thứ hai. Đây, ví dụ hai. Ví dụ thứ hai này là đề bài để cho bằng tiếng Anh. Như vậy là hãy cho một cái lực là 30 newton này tác dụng vào cái cột này, cái thanh này. Cái thanh này tác dụng vuông góc này, cái lực B này tác dụng này. Perpendicular là vuông góc ha, vuông góc với lại đoạn CB. Rồi. Đề bài yêu cầu là hãy xác định moment của lực B này xoay quanh điểm B đối với điểm B và của lực B này đối với điểm gì? Điểm A. Như vậy đề bài này yêu cầu mình tính moment của hai điểm đối với hai điểm, điểm B của lực này đối với điểm B và của lực này đối với điểm A. Như vậy bây giờ mình sẽ làm đầu tiên của lực này đối với điểm B. Lực này nó đã vuông góc với CB chưa? Rồi, như vậy lúc này các bạn sẽ đi tính tổng moment. Bây giờ mình sẽ trình bày sao? Tổng moment ha. Đây. Moment đối với điểm B đúng không? Mình sẽ trình bày là moment đối với điểm B ha. Thầy làm tóm tắt thôi, bài giải thầy sẽ chiếu sau. Của lực này bây giờ lúc này là lực gì? Lực B. Bằng bây giờ cộng hay trừ? Bây giờ moment đối với điểm B giữ B cố định lại, và mình sẽ giữ cái sao? Lúc này các bạn vẽ giữ mình giữ cái khúc xiên này thôi. Đoạn CB thầy giữ khúc xiên này thôi. Đúng không? Còn những khúc xiên này là CB. Đó, khúc thể tự động này thì giữ này lại cố định này, giữ ngay tại đầu B cố định lại cho lực tác dụng lên thì theo các bạn là nó giống gì? Đó, lực tác dụng ngay tại đầu này lên đúng không? Mũi tên này lực nó tác dụng ngay tại đầu, giữ này lại nè, giữ ngay tại đầu này, đầu mà thì để con chuột này, con chó này,
cho lực tác dụng theo phương này thì có phải là đẩy cho cái này nó quay như thế này không? Là cung chiêu kim hồ là dấu trừ, đúng không? Cung chiêu là dấu trừ. Rồi tiếp, bây giờ lực trừ b từ cánh tay đòn. Cánh tay đòn là kéo dài đường lực tác dụng chứa lực b này ra, hạ từ điểm b này vuông góc xuống. Vuông góc xuống thì có phải là đoạn bc không? Và đoạn bc nó là bằng bao nhiêu? 1.6. Như vậy ở đây là thầy sẽ nhân với là 1.6 là sẽ bằng trừ b 30, như vậy là nó sẽ bằng trừ 48 newton nhân mét. Rồi như vậy là mình đã tính xong moment đối với điểm b, đúng không? Giờ tiếp tục đề bài yêu cầu là mình tính moment đối với điểm b. À điểm a đây, lực b đây, đúng không? Như vậy là nguyên tắc của mình là mình phải sao? Kéo dài đường lực tác dụng trước lực b. Cứ cách làm tính moment là mình đầu tiên là mình phải kéo dài nó ra. Đó, thì kéo dài đường chứa lực màu đỏ ra. Bước số 2, từ điểm A mình hạ đường thẳng gì? Vuông góc xuống cái đường mình mới vừa kéo dài. Từ điểm A hạ, thầy hạ vuông góc xuống. Ba đây. Không, cái đoạn này này cho nó hoành tá tràng ha. Thôi, màu đỏ, đây chính là cánh tay đòn. Đúng không bạn? Đây chính là cánh tay đòn. Như vậy muốn xác định được cái độ dài của đoạn màu đỏ này là D thì mình phải làm sao? Thì bây giờ mình đi tính khoảng cách thôi. Như vậy là thầy sẽ chia cái này ra như vậy nè. Như vậy là mình sẽ lấy đoạn này cộng với đoạn này, đúng không? Đoạn này chắc chắn mình biết được rồi là 1.6 rồi nè, đúng không? Nó bằng này 1.6. Mình chỉ cần tính theo đoạn này là bằng bao nhiêu nữa, cộng với đoạn này nữa là mình ra được cánh tay đòn. Đúng không bạn? Đúng rồi. Như vậy muốn tính ra được đoạn đó thì bây giờ mình coi, mình kẻ thêm một đường giống nữa đi. Rồi thầy kẻ thêm đường giống ngay đây nè, 45 độ thì kéo dài ra cho nó dễ nhìn. Đó. Góc này 45. Dĩ nhiên góc này sẽ 45 đối đỉnh. Nha. Và góc này 45 thì thằng dưới này phải 45, tại vì góc này là góc vuông gì? Góc vuông. Đúng không? Góc này góc vuông. À, góc này cũng 45 luôn. Như vậy nhiệm vụ của thầy là thầy đang tính đi tính cái cạnh màu này. Thì giả sử cạnh màu này thì đổi màu đi. Xin lại đi. Đó, thầy yêu cầu thầy đang muốn tính cạnh này, mà trong tam giác vuông mà các bạn biết một góc một cạnh thì chắc chắn phải tính còn cạnh còn lại. Như vậy muốn tính cạnh màu xanh này có phải là sin 45 không? Sin lấy đối chia huyền, cạnh huyền của mình là 1.6, cạnh đối của mình là mình đi tính. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có là sin 45. Bằng cạnh đối, cạnh đối là cạnh màu xanh, chưa biết thầy cho là dấu chấm hỏi đi. Được chưa? Chưa biết thầy cho là dấu chấm hỏi. Chia cạnh huyền mình đã biết là bao nhiêu? 1.6, đúng không các bạn? Cạnh huyền là cạnh này. Đúng không? Cạnh huyền là cạnh này là 1.6. Như vậy từ đây các bạn có phải là suy ra dấu chấm hỏi sẽ bằng sin 45 nhân với là 1.6 không? Đúng không? Từ đây chúng ta sẽ suy ra được cạnh dấu chấm hỏi của mình là sin 45, cạnh dấu chấm hỏi mình đã cần tìm này sẽ bằng sin 45 nhân với là 1.6. À, như vậy cái đoạn màu xanh đó chính là đoạn này. À, rồi đáp chưa? Bây giờ moment đối với điểm A, moment đối với điểm A nhé. Bây giờ thầy sửa lại điểm này là phải là điểm A đối với điểm nào phải ghi rõ ra. Rồi của lực B, giữ điểm A cố định lại. Bây giờ mình xác định dấu cộng hay dấu trừ. Lực B nó tác dụng theo kiểu này, theo phương này thì có phải là đẩy cho cái thanh màu đỏ này của mình nó quay cùng chiều kim hồ luôn không? Đúng không? Như vậy đây là dấu trừ luôn, trừ b nhân với cánh tay đòn là từ đây đến đây. Như vậy là từ đây đến đây là nó sẽ là bằng gì? 1.6 này, đoạn này là màu đỏ này là 1.6 cộng cái đoạn màu xanh này. Cộng cái đoạn màu xanh này ở trên mình mới vừa tính được là sin 45 nhân với 1.6. Rồi, đúng rồi, lại đây chính là cánh tay đòn. Rồi các bạn bấm máy là nó sẽ ra được đáp số. Được chưa các bạn? Như vậy các bạn hiểu được ví dụ số 2 này chưa? Cách tính moment ở một điểm ha. Nhớ khi làm bài các bạn phải trình bày chữ lời giải vào cho thầy nha. Đây nè. Được không? Các bạn hiểu cách làm chưa? Rồi, đó là cái ví dụ thứ hai về cách tính moment đối với một điểm. Giờ ví dụ thứ ba.
Ví dụ thứ ba thì cái này là trong cái bài giảng trước là chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta qua làm một ví dụ nữa đây. Ví dụ bài này. Thì giả sử là bỏ theo dạng gì nha. Chưa có dạng gì đâu. Thì bỏ này đi. Đố đi mô cũng bài này luôn. Để chúng ta ôn lại. Rồi bây giờ nếu như nó chưa nói là theo dạng gì, bây giờ mình sẽ tính theo tổng quát. Đó, đều nó cho mình như thế này, nguyên tắc mình là gặp lực siêu mình phải làm cái gì, bước gì đầu tiên các bạn? Chiếu lên hai phương, đúng không? Chiếu lên hai phương. Giờ thầy sẽ chiếu lên hai phương. Đây, phần này nó đang như thế này, bây giờ thầy chiếu lên hai phương nè, chiếu lên hai phương đồng ngang. Đây chính là FX, mà FX lúc góc này 30 thì góc còn lại phải là bao nhiêu? 60. Thì nó kề góc nào nhân thêm cos góc đó cho thầy, như vậy FX của mình sẽ bằng F nhân cos 60. Đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ cũng là cái lực màu đen này, bây giờ thầy sẽ chiếu theo phương thẳng đứng, chiếu theo phương thẳng đứng đây, như thế này, chiếu phương thẳng đứng có phải nằm đây không, đúng không ạ? Đúng chưa? Chiếu theo phương thẳng đứng như vậy, chiếu theo phương thẳng đứng thầy sẽ đặt là FI, và lúc này nó kề với góc này góc 30 thì sẽ là bằng F nhân cos 30, đúng không? Được chưa? F nhân cos 30. Rồi như vậy lúc này bây giờ mình đã tách ra làm hai phương, bây giờ mình sẽ đi tính tổng moment, moment thôi, moment. Vậy các bạn sẽ tự trình bày lời giải vào giúp thầy nha, moment đối với điểm O. Rồi, moment đối với điểm O nha. Bỏ này đi. Vậy đây là MO của lực F. Mọi người đi mô đó lực F. Rồi, bây giờ mọi người xác định này, bây giờ lực F này nó bị tách ra làm hai thành phần. Đúng không? Bước đầu tiên mình kéo dài đường tác dụng lực chứa FX là một. Bước thứ hai từ O mình hạ đường thẳng vuông góc xuống cái đường mình mới vừa kéo dài. Thì đó chính là cánh tay đồ của FX. Vậy thôi. Đúng không? Đây từ ô đây thì hạ xuống đường thẳng vuông góc, cái đường thì bôn đậm nè, cho màu đỡ đi, đây chính là cánh tay đòn, được không ạ? Như vậy là fx nhân với cánh tay đòn của mình là đoạn này là mấy mét? 0.2. Như vậy là bây giờ mình coi thử cái này nó tác dụng, cái lực fx này nó tác dụng làm cho này nó quay như thế nào, ngược chiều hay cùng chiều kim đồng hồ? Ngược chiều hay cùng chiều các bạn? Các bạn giữ đem cái cây thước tam giác á, các bạn giữ là trước mặt của các bạn, giữ điểm O trên này nè, đây nè, bây giờ thì vẽ cái hình cây thước đi, đúng không? Chiều. Cây thước tam giác giữ đây nè, rồi cho cái lực ép màu xanh tác dụng từ bên này qua, từ bên này qua thầy để đây cũng được, miễn làm sao nó nằm trên cùng một đường nằm ngang này, thầy cho nó nằm đây đi, thì nó đẩy cho cái này có phải là nó quay như thế nào, quay ngược chiều kim đồng hồ, đúng không? Quay ngược chiều kim đồng hồ thì đây phải là dấu cộng, như vậy chính là fx cộng với lại cánh tay đo, nhân với cánh tay đo à, cộng fx, vậy là fx của mình là f nhân cos 60 nhân với cánh tay đo của mình là khoảng cách màu đỏ này là 0.2, vậy là xong một lực. Giờ tới thằng fi, fi bước số 1 chúng ta kéo dài đường tác dụng lực chứa màu đỏ, màu đỏ đây. Bước số 2 là từ ô hạ vuông góc xuống cái đường mình kéo dài, từ ô mình hạ cái xuống cái đường vuông góc mình được kéo dài, đây chính là đường này, đây chính là cánh tay đòn, đúng không? Như vậy cái khoảng cách này cánh tay đòn này chính là 0,4. Như vậy chúng ta thấy là cái lực FX màu đỏ này nè, FI màu đỏ này nó tác dụng làm cho cái hình tam giác này của mình là quay cùng chiều kim hồ, đúng không ạ? Các bạn giữ đầu này thì có phải lực nó tác dụng từ trên này xuống phải là đẩy này quay cùng chiều không? Như vậy cùng chiều ở chỗ này mình sẽ là dấu trừ, và trừ FI nhân với cánh tay đòn là 4, như vậy là trừ F nhân cos 30 nhân với 4, vậy là xong. Các bạn thấy số vô ra được đáp số. Đó, đó là đang nói về cách tính moment đối với một điểm theo cái dạng này. Nhưng bây giờ tới lý thuyết thứ hai mà bữa trước trong video chúng ta chưa được học, đó chính là viết theo tọa độ vector. Đây, dạng này. Dạng này của chúng ta cũng hay gặp trong đề thi lắm đó nha. Hay gặp đề thi lắm nha. Đề thi người ta hay hỏi đó. Rồi, như vậy dạng này chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn nhớ không thầy, dạng vector chúng ta sẽ đi theo trình tự cái này cho thầy. Thứ nhất là chúng ta có một cái lực tác dụng trong không gian của XYZ. Người ta đang làm cho mình là công thức này là công thức tổng quát theo không gian XYZ.
Như vậy nguyên tắc của các bạn, bước số 1 khi mà đề bài yêu cầu là hãy tính moment của một lực đối một điểm theo dạng đề cát hoặc là theo dạng vector, là các bạn trình bày cho thầy cách giải theo phương pháp slide này, được không? Còn nếu như đề là người ta không nói theo dạng gì là các bạn dùng theo giống như cái hai ví dụ trước thầy đã hướng dẫn, đó là dạng tổng quát, được chưa? Chúng ta phân biệt kỹ nha. Rồi, như vậy đối với dạng vector, bước số 1 các bạn khi mà làm bài, các bạn làm cho thầy trình bày đúng theo con chữ này luôn, đó chính là thành phần của lực ép. Thành phần của lực ép biểu diễn tọa độ Fx, Fy, Fz theo dạng cột, mở ngoặc nhọn ra, mở ngoặc nhọn ra, biểu diễn theo dạng cột Fx, Fy, Fz, tức là tọa độ của lực ép này chiếu theo trục x, chiếu theo trục y và chiếu lên trục z, luôn luôn có ba thành phần, được không? Nếu như trong không gian, trong mặt phẳng 2D chỉ có Oxy thì không có Z, thì lúc này các bạn cũng phải ghi cho thầy là ba thành phần này luôn, nhưng mà lúc này FZ phải bằng mấy? Bằng không, không có thì nó bằng không thôi, được không? Tương tự vector vị trí R luôn luôn là x, y, z luôn, cũng y chang như vậy. Vector vị trí ha. Rồi thì tí nữa cụ thể vector vị trí này xác định như thế nào thầy sẽ hướng dẫn vào ví dụ cụ thể. Và cuối cùng mình bước số 3, bước 1 nè, bước 1 đây, bước 2 và bước 3. Đó, ví dụ con này đi thi chúng ta có 1 đến 1 điểm rưỡi là như vậy đó, các bạn trình bày cho thầy bước 1, bước 2, bước 3. Thì bước 3 của chúng ta là tính moment của lực F này đối với điểm O. Đây người ta ký hiệu nè, moment của lực F đối với điểm O, chữ M nhỏ in hoa hoặc là thường gì cũng được nha, dấu gạch ngang trên đầu nhé. Moment của lực F đối với điểm O này sẽ bằng cái hàng phía trên biểu diễn theo ma trận, nhớ biểu diễn theo ma trận. Cái hàng phía trên là vector y, vector z, vector k, đây là vector đơn vị luôn luôn mặc định ba chữ cái này. Hàng thứ hai đó chính là vector vị trí x, y, z, thay vì hồi nãy người ta viết dạng cột, bây giờ mình chuyển sang viết dạng hàng x, y, z. Hàng thứ ba là hàng cuối cùng là của thành phần lực F, Fx, Fy, Fz, viết sang dạng hàng. Được không? Rồi bây giờ làm sao để mình tính ra được từng cái khung này, thì các bạn đã học trong môn toán cao cấp rồi. Thầy nghĩ là các bạn cũng đã học xong rồi. Muốn tính ra được cái cụm đầu tiên, thầy hướng dẫn lại cách tính là chúng ta che đi hàng một cột một. Che đi hàng một cột một là mình sẽ tính ra được cái khung cái ô đầu tiên. Thì bằng cách là quy tắc là gì? Nhân chéo lấy y nhân với fz trừ đi cho z nhân với fy. Mình đang tính cho cái cột đầu tiên là cột vector y thì đây là nhân với vector y. Xong. Hiểu không? Tương tự bây giờ mình muốn tính cho cái ô thứ hai, cái ô thứ hai là ô chính giữa. Ô chính giữa lúc nào cũng đặc biệt hết á. Ô này. Ô chính giữa thì các bạn nhớ giùm cho thầy là ô đặc biệt. Đây, ô chính giữa thì mình sẽ bỏ gì? Vẫn là bỏ đi hàng một cột mấy? Cột hai, mình muốn tính ô thứ hai là bỏ đi hàng một cột hai. Thì lúc này ô chính giữa nếu như theo đúng quy tắc của ô đầu tiên là mình lấy x nhân với fz trừ đi cho z nhân fx. Đúng không? Nhưng mà do chính giữa nó đặc biệt thì các bạn lấy ngược lại cho thầy. Là đó là mình sẽ lấy z nhân với fx trừ đi cho x nhân với fz. Nó hơi ngược lại. Rồi, đang tính cho cột Z thì mình nhân với lại vector Z. Tương tự bây giờ thầy muốn tính cho cái ô thứ ba là ô cuối cùng, là ô này. Thì che đi hàng một cột 3. Vậy thôi, cứ tính hàng cột ô nào thì mình che đi cột đó. Rồi, cái này thì vẫn quy tắc bình thường, không có gì đặc biệt, là mình lấy x nhân với fy trừ đi cho y nhân với fx. Mình đang tính cho cột C, cho cột K là nhân với lại vector K, vậy là xong. À, như vậy là các bạn đã hiểu được cách tính với dạng vector chưa? Tính moment của một điểm đối với dạng vector ha. Tính như thế nào các bạn cứ tính đúng theo như vậy cho thầy. Được không? Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Để biểu diễn vector cho các bạn hiểu. Đây, bài này. Bài này bây giờ quanh ô người ta sẽ nói là theo dạng vector. Bây giờ người ta gọi là mình theo dạng vector nha. Được không? Theo dạng vector. Rồi. Theo dạng vector cũng y chang bài đó, nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu mình là tính theo vector chứ không phải là tính theo thức tổng quát. Thì cái đề bài nó cũng y như cũ là cái hình này. Chưa có gì hết.
chưa có gì hết trơn hết trọi á. Nên này bây giờ nguyên tắc cứ gặp lực xuyên đầu tiên các bạn phải chiếu cho thầy lên hai phương đó, là tại vì trong mặt phẳng OD nè, cái trục này trục X nè, trục này trục Y người ta đã quy ước sẵn này, thì mình cứ chiếu theo đúng hai phương giống hồi nãy thầy phân tích trong công thức tổng quát, thì các bạn đã hiểu khúc này rồi đúng không? Rồi khúc này rồi, như vậy là chiếu hai phương nha, đối với lực xuyên là chúng ta chiếu hai phương. Ok, hiểu cái này chưa? Không hiểu thì cứ hỏi thầy ngay nhé. Rồi bước số 2 chúng ta cần làm cái gì sau khi mình tách ra làm hai phương? Bây giờ mình phải xác định trình bày theo đúng trình tự này. Đây, thành phần của lực ép các bạn phải trình bày câu này vô. F bằng mở ngoặc nhọn Fx, Fy, Fz đóng ngoặc bằng đó, như vậy Fx mình liệt kê vô. Như vậy lúc này mình đang liệt kê ở chỗ này, nhớ là phải có dấu cộng hoặc trừ nha, theo đúng thành phần nha. Rồi bây giờ Fx, chúng ta gọi Fx. Fx của mình là cái mũi tên màu xanh này, nó cùng chiều với trục OX đúng không? Như vậy là mang dấu gì? Dấu dương, cùng chiều với trục này mà. Trục OX nè, quy ước theo chiều này là dấu dương, chiều OI hướng lên là dấu dương. Thì Fx nó hướng qua giống chiều của trục OX là dấu dương, như vậy là cộng Fx là cộng F nhân cos 60. Tương tự Fy, Fy của mình là mũi tên màu đỏ này, nó hướng ngược chiều với trục OI, như vậy phải là dấu trừ không? Tọa độ lúc này là nó hướng xuống là phải dấu âm rồi đúng không các bạn? Như vậy sẽ là trừ Fy. Còn Fz ở đây là bằng mấy? Không có Fz có nghĩa là bằng không. Vậy là chúng ta đã xong cái biểu thức đầu tiên. Được không? Các bạn nào thắc mắc gì biểu thức này không? Rồi sau đó các bạn thế số vào là các bạn sẽ ra được thành phần của lực ép. Được chưa? Các bạn thế số vào là ra được thành phần của lực ép. Tương tự, bước số 2 sau khi tới thành phần lực ép, bây giờ tới là vector vị trí R. Vector vị trí R thì các bạn cũng trình bày là x, y, z luôn, kệ nó. Trong 2D thì chỉ có x, y thôi, nhưng mà luôn luôn trình bày tổng quát hết y, z. Như vậy x, y, z bây giờ mới xác định là làm sao ra được 0.4 này. Bây giờ chúng ta coi, chúng ta hiểu này, làm sao ra được 0.4. Như vậy nguyên tắc của mình là x 0.4, tức có nghĩa là cách làm y chang như mình xác định cái tế đoạn á. Lần nào phải xác định cái tế đoạn. Bây giờ x đúng không? Là mình phải kiếm cái lực nào nó vuông góc với trục x thì đó mới chính là chấm thay đoạn. Đúng không? Bây giờ các bạn thấy là FI hay FX vuông góc với trục x. Có phải là mình kéo dài đường tác dụng lực của FI ra thì nó mới vuông góc trục x đúng không? Rồi bước thứ hai là mình tính từ vĩ mô hạ vuông góc xuống cái đường FI. Đúng không bạn? Hạ vuông góc với đường mình mới vừa kéo dài thì đây chính là chấm thay đoạn. Hay nói khác là đây là tọa độ gì? Tọa độ x. Tọa độ x của mình có phải là bằng từ đây đến ra đây là tọa độ dương đúng không? Là 0.4. Và hiểu được 0.4 chưa? Hiểu được x là 0.4 chưa? Rồi tương tự bây giờ thầy phân tích y bằng 0.3 trừ 0.2 này, tại sao này? Như vậy bây giờ là FX xong rồi, bây giờ thì kéo dài được FI xong rồi, bây giờ hiển nhiên muốn có được tọa độ y thì phải thằng nào vuông góc với trục y thì mới có tọa độ y nha. Rồi như vậy có phải là lực FX không? Thầy kéo dài đường lực tác dụng chữ FX. Rồi từ điểm moment đề bài yêu cầu lấy moment hạ vuông góc xuống thì đây chính là tọa độ y. Đúng không? Hạ vuông góc xuống thì cái đường màu đỏ đậm này đây chính là tọa độ y. Mà tọa độ y này đang hướng xuống thì không phải là âm không có bạn. Và đoạn này là bao nhiêu? Đoạn này chính là 0.2, mà nó tọa độ này là tọa độ âm thì vậy các bạn phải điền vào là trừ 0.2. Còn hình này không có z thì có nghĩa là tọa độ z là bằng không. Vậy là xong. Các bạn hiểu không? Rồi sau đó các bạn sẽ biểu diễn là moment dấu gạch ngang nhé, moment của đối với điểm O, đối với điểm O nha, moment đối với điểm O của lực ép nó vuông, viết theo kiểu dạng ma trận vector y, vector c, vector k. Hàng đầu tiên, hàng thứ hai đó chính là vector định vị trí 0,4 trừ 0,2 và 0. Hàng thứ ba đó chính là thành phần của lực ép, này là 0,5 f này, f nhân 1/2 nó khác là 0,5 f, trừ f nhân với căn 3 chia 2 là cái cột này và 0 là cái cột này. Rồi sau khi các bạn làm xong các bạn phải đi tính ra, tại vì viết theo dạng vector là các bạn phải biểu diễn ra dạng vector, cái này mới ba trận à chứ chưa ra vector. Vector là đây nè, hiểu không? Rồi như vậy muốn tính thành phần đầu tiên che đi hàng một cột một, như vậy mình chỉ tính cái khúc này thôi, là lấy trừ 0,2 nhân 0 trừ đi cho 0 nhân với lại f nhân với căn 3 chia 3, căn 3 chia 2 thì cái cụm này có phải là bằng không không, nhân với vector gì là một này. Tương tự mình che đi hàng hai, hàng một cột hai để mình tính ra được này đúng không, che đi hàng một cột hai thì thằng mình sẽ nhân ngược lại, thay vì là mình sẽ lấy 0,4 nhân 0, nhưng mà bây giờ mình phải ngược lại thằng giữa là đặc biệt là 0 nhân với lại 0,5 f trừ đi cho kho 0,4 nhân 0 thì cũng bằng 0 luôn, nhân với vector gì. Tương tự thầy sẽ che đi hàng 1, 1, 3 để tính ra được vector k. Thì lấy 0,4 nhân với trừ f nhân căn 3 chia 2 trừ cho trừ 0,2 nhân với lại f 0,5 f.
nhân với vector cả ra. Được không? Như vậy là các bạn đã hiểu được cách trình bày theo dạng vector chưa? Được chưa? À, đó là biểu diễn theo dạng vector. Tương tự, bây giờ thầy sẽ lấy cái ví dụ thứ hai để cho các bạn hiểu ha. Ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là ví dụ này. Đó. Đề bài yêu cầu là hãy xác định moment của điểm A theo dạng vector. À, theo dạng vector. Như vậy lúc này các bạn sẽ bị diễn ra. Đầu tiên lực F mình phải tách ra. Đúng không? Cứ nguyên tắc bước số 1, cứ thấy lực F xiên là mình phải tách ra làm 3 thành phần hoặc 2 thành phần cho thầy. Tại vì này là trong không gian thì mình sẽ tách ra làm 3 thành phần. Đúng không? Còn trong mặt phẳng 2D thì 2 thành phần. Rồi, bây giờ thầy sẽ tách thành phần theo phương nào trước cũng được. Bây giờ theo phương x đi. Các bạn đã quen theo phương x rồi. Bây giờ cái lực 100 Newton này nè, nó đã vuông góc với trục x rồi. Trục x là trục này nè. Đây, trục x là trục này nè, đúng không? Người ta đang vẽ là trục này nè. Đó, bây giờ trục x là trục đó. Thì nó có phải là lực ép nó tác dụng từ đây hướng ra. Thì cũng tương đương tự nó đang là trục x của mình là trục này, đúng không? Đây. Đúng rồi, là cái ống này đúng không? Trục x của mình là tương ứng tại vì cái ống này nó song song với trục x này. À, như vậy rõ ràng cái lực F100 này nó đã vuông góc với trục x rồi. Thì khi mà lực mà chiếu xuống, nó đã vuông góc rồi thì cái chiếu xuống là nó bằng mấy các bạn? Không. Đúng không? Nó đã vuông góc với trục đó rồi thì các bạn chiếu xuống là nó bằng không. Điểm đầu và điểm cuối nó trùng nhau. Đúng không các bạn? Cho nên là bài toán này Fx là bằng không này. Rồi tương tự bây giờ thầy sẽ chiếu lên trục Y. Trục Y của mình là trục song song này đúng không? Rồi. Trục Y này, cái trục Y của mình là song song cái này thì thầy giờ qua đây. Đúng không? Thì trục lộ mình giờ đi đâu cũng được hết, miễn sao mà nó đúng theo phương được rồi. Chiều rồi. Rồi đây. Như vậy là cái lực mũi tên nó đang xuyên như thế này thì thầy chiếu xuống trục Y. Đây, bây giờ thầy vẽ mũi tên. Mũi tên màu đỏ, màu đen của mình là giả sử vậy đi ha, là thành màu đỏ đi. Bây giờ thầy chiếu xuống này, chiếu xuống trục Y là vuông góc xuống trục Y. Đây. Nó nằm ngay đây, đúng không các bạn? Như vậy rõ ràng các bạn thấy đây chính là FI và góc này nó kề với góc 30 độ thì FI sẽ là bằng lực nhân với lại cos kề góc nào nhân thêm cos lúc đó nhân cos 30. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, bây giờ thầy chiếu theo trục Z. Chiếu theo trục Z. Trục Z của mình là trục thẳng đứng nè, là trục này nè, đúng không? Bây giờ thầy chiếu theo trục Z. Đó là cái lực màu đen của mình là thay bằng màu xanh đây, bây giờ thầy chiếu lên trục Z nè. Chiếu trục Z, cái điểm này thì chiếu lên là nó vuông góc là nó nằm ngay đây. Đúng không? Đó. Thì đây chính là FZ. Như vậy FZ của mình là nó đang kề góc này 30 thì góc còn lại phải 60 không? Thì có phải là bằng 100 nhưng có 60 không? Là ra được FZ. Các bạn hiểu cách xác định chưa? Được chưa bạn? Rồi. Bây giờ mới bắt đầu chúng ta đi vào cụ thể của nội dung bài toán. Đề bài yêu cầu là xác định moment đối với điểm A. À, bước số 1, theo vector thì bắt buộc mình phải xác định gì? Thành phần của lực F. Đúng không? Cứ đúng theo cái phương pháp này mà làm cho thầy. F bằng Fx, Fy, Fz. Mở ngoài ra bằng, giống như hồi nãy thầy đã phân tích. Cái hình này chúng ta không có Fx, tức có nghĩa là Fx bằng 0. Rồi bây giờ mình coi Fy dấu dương hay là dấu âm. Không biết dấu dương hay dấu âm, mình nhìn ở đây nè. Cái lực màu đỏ này có phải là cùng chiều với trục Y người ta đã quy ước không? Như vậy đây là dấu dương. Rồi cái lực FZ này là màu xanh này, mũi tên hướng lên cũng giống như là trục OZ này người ta đã quy ước nè. Như vậy đây là dấu dương luôn. Và hiểu chưa? Như vậy là em nhìn có 30 và em nhìn có 60 rồi sau đó các bạn thấy số bấm máy là ra. Bước thứ hai chúng ta cần phải xác định là vector vị trí R cũng là X, Y, Z. Rồi vector vị trí R thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xác định. Được. À, cái nào mà vuông góc với trục X thì nó sẽ có được cánh tay đòn, đúng không? Đúng không? Mình đã học rồi. Vuông góc với trục F thì mới có được cánh tay đòn đúng không các bạn? Ở đây, bây giờ cái FI của mình đây, thầy sẽ kép dài đường tác dụng lực chứ FI. Đường tác dụng lực chứ FI. Đúng không? Tại vì FI nó mới vuông góc với trục F thôi, kéo dài nó ra vuông góc với trục F nè. Thì rồi, tiếp tục mình làm cái gì? Hạ từ cái điểm mà mình lấy moment là điểm A, hạ vuông góc xuống đường kéo dài thì cái đoạn này chính là cánh tay đòn đúng không? Đúng không ạ? Đúng không? Bước số 2 này, lấy từ cái điểm mà lực tác dụng đến cái điểm mà mình kéo dài ra thì đây chính là cánh tay đòn. Như vậy các bạn nhìn lên đây, đoạn này là 2 mét mà nó trùng với trục X luôn. Theo hướng này luôn thì có phải là dương 2 không? Vậy chúng ta hiểu số 2 này chưa? Dương 2. Rồi bây giờ tới Y nè, Y 1.5 nè, dương nè. Y thì thằng nào nó vuông góc với trục Y đây? Y.
ha, cái lực ép z của mình là đang thân phương này đúng không? Hay nói khác là nó tác dụng ngay đây nó cũng được nè, cũng giống nhau nè. Em z là tác dụng ngay đây đều giống nhau nè, tại vì cùng một phương hết. Thì giờ qua đây đi, các bạn nhìn nhìn nè, thì kéo dài đường tác dụng lực chứa lực ép z nè, từ điểm A hạ vuông góc xuống thì có phải là đoạn này chính là bằng từ điểm A hạ vuông góc có đường kéo dài đường tác dụng lực đúng không các bạn? Đây nè, đúng không? Như vậy cái đoạn này chính là bằng 1,5 và cùng chiều với trục y luôn là dương 1,5. Được chưa? Dương 1,5 bây giờ thấy z. Hiển nhiên hai thành phần lực này nó đã tách ra một cái x một cái y rồi thì thằng fz phải bằng gì? Thằng z nó phải bằng gì? Vị trí của nó phải bằng không. Đúng không ạ? Vị trí nó là bằng không. Đúng không? Rồi, sau đó mình sẽ là moment đối với điểm 0. À, moment đối với điểm 0. Như vậy lúc này của các bạn sẽ là vector y, vector z, vector k. Nhớ khi làm bài các bạn phải ký hiệu cho chính xác nha. Ký hiệu mà không chính xác là sẽ bị mất điểm hết á. Hàng đầu tiên là vector vị trí 2, 1,5, 0. Hàng thứ hai đó chính là vector thành phần lực biểu diễn hàng cột, bây giờ chuyển về phương ngang. Rồi cách tính là các bạn che đi hàng 1 cột 1 để tính ra được hàng đầu. Rồi tương tự che đi hàng 1 cột 2, nhớ đảo ngược lại là ra được hàng thứ hai và cuối cùng là hàng thứ ba. Được không? Rồi. Đó là ví dụ thứ ba, ví dụ thứ hai về cách xác định. Bây giờ thêm một cái trường hợp nữa. Bây giờ thầy cho trong cái hình lập phương để chúng ta rút kinh nghiệm. Có một số bài người ta cho thêm cái hình lập phương để chúng ta biết được chúng ta tính. Đây. Ví dụ này. À, các bạn lưu ý nha, trong cái số file bài giảng thầy có một số cái nó đánh máy nó bị nhầm á. Cho nên là các bạn cũng phải sửa nha, coi chú ý là cái file trong file bài giảng các bạn chỗ nào mà nó hơi lệch á, dấu á, các bạn phải sửa lại giúp thầy, hoặc là thầy đánh có khi thầy đánh nhầm giữa sim với code á nhiều quá, cho nên là các bạn phải sửa lại. Rồi bây giờ đề bài nó yêu cầu kiểu này. Bây giờ cái dạng thứ ba là dạng người ta cho mình cái khối lập phương, đề bài yêu cầu là hãy xác định lực tác dụng lên trục x, trục y và trục z. Trục x, trục y, trục z. Cách làm nó sao? Nhớ nó cho theo dạng khối lập phương này. Khi mà đề bài nó yêu cầu là hãy tính moment của một lực tác dụng đối với lại trục, là các bạn phải làm khác nữa nha. Các bạn chú ý giúp thầy những cái điều này như sau. Cái này cực kỳ quan trọng á, very important ha. Thứ nhất là lực song song hoặc cắt với trục mình cần tính thì nó sẽ luôn luôn bằng không. Nhớ dùm thầy điều này, lực song song hoặc cắt với trục mình cần tính thì coi như là moment nó bằng không, moment của lực đó bằng không nha. Ví dụ này, bây giờ là giả sử đề bài nó yêu cầu mình tính đối với trục x thì các bạn nhìn lên hình này có 3 lực. F1 này nó nằm trên này, nó không nằm trên trục x, có nghĩa là không cắt. Đúng không? Không cắt thì có nghĩa là có này, cũng không song song luôn là có chắc chắn. F2 các bạn rõ ràng này không nằm trên trục x nhưng mà nó song song với trục x đâu. Song song trục x đúng không? Như vậy F2 có gây ra moment không? Không gây ra moment. Hiểu chưa? Tương tự F3 rõ ràng này các bạn nhìn vô là không biết ngay là nó không song song với trục x và nó cũng không nằm trên trục x, có nghĩa là không cắt. Thì như vậy rõ ràng là F3 nó có moment. À, như vậy các bạn hiểu được chưa? Cái chú ý này cực kỳ quan trọng ha, để chúng ta hiểu nhìn vô được biết khi tính moment của một lực đối với một trục nào là có gây ra moment hay không. Hiểu không? Được chưa? Nhớ giúp thầy điều này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cụ thể nữa về dấu. Bây giờ mới xác định là lực nào nó gây ra moment thôi, bây giờ về dấu như thế nào? Dấu chúng ta phải dùng theo quy tắc bàn tay phải. À, dấu sẽ dùng theo quy tắc bàn tay phải. Tức là ngón cái của các bạn á là theo, các bạn sẽ chỉ cái ngón cái của mình theo cái trục mình cần tính. Theo cái trục mình cần tính. Các bạn sẽ chỉ cái ngón cái của mình là theo cái trục mình cần tính nha. Theo cái trục cần tính. Được chưa? Theo cái trục cần tính. Được không? Theo cái trục mình cần tính nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại cái ngón cái của mình là theo trục mình cần tính, rồi xoay các ngón tay còn lại là nó sẽ ra. Bây giờ chúng ta coi nè. Coi giúp thầy cái chỗ này. Rồi. Bây giờ moment đối với trục x như hồi nãy thầy đã phân tích. Moment đối với trục x như hồi nãy thầy đã phân tích nha. Là mx sẽ bằng có lực nào thôi.
moment đối với trụ S thì chỉ có lực F1 và lực F3 gây ra moment. Bây giờ lực F1 này, F1 của mình đây, các bạn chỉ ngón cái của mình là theo lực này đúng không? Đúng không? Chỉ cái ngón cái này của mình, chỉ cái ngón cái của mình là theo trụ S. Rồi F1 của mình là như thế nào? Các bạn chỉ ngón cái của mình đi, lấy bàn tay phải ra chỉ ngón cái theo trụ S. Bây giờ rõ ràng là cái lực F1 này của mình nè, nó đang đẩy cái mặt phẳng nằm dưới phía dưới đúng không? Mặt phẳng phía dưới, mặt phẳng nằm ngang ở phía dưới này, cái mặt phẳng dưới này nè. Các bạn lấy cái tờ giấy ra, các bạn giữ ngang phía trước các bạn giữ điểm O này lại, giữ điểm O này lại thì có phải là lực F1 này tác dụng từ dưới này lên làm cho tấm giấy này nó bị cong như thế này không các bạn? Làm cho tờ giấy của mình nó cong như thế này. Nếu đúng quy tắc bàn tay tay phải thì các bạn học trên lớp các bạn dễ hình dung hơn. Còn bây giờ chúng ta chịu khó đi, online chúng ta chịu khó tưởng tượng như thế này ha. Wow. Thì giả sử cái tấm giấy của mình là đang thẳng là một cái đường thẳng này đi, nằm ngang dưới này. Đúng không? Nằm ngang dưới này, bây giờ cái lực F1 này tác dụng từ dưới này lên thì tác dụng từ dưới này lên có phải là nó làm cho cái tấm giấy của mình nó cong như thế này không các bạn? Đúng không? Giữ cái đầu này cố định này, tấm giấy mình cong từ dưới này lên nè. Như vậy rõ ràng là nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Như vậy này là dấu dương là cộng F1 nhưng với cánh tay đòn là từ đây đến đây là A. Được chưa? Các bạn hiểu không? Còn trên lớp thì thầy sẽ minh họa dùng cái tay này thì quay các bạn dễ dàng là thấy nó quay ngược chiều kim đồng hồ liền. Ngón cái mình chỉ theo trục X đây nè, ngón cái của bạn, các bạn đặt chỉ theo trục X này ra, chỉ theo đúng cái trục này. Dùng tay phải nha, dùng tay trái là xác định luôn á. Dùng tay trái ngón cái chỉ theo đúng cái này. Rồi, bây giờ các ngón cái chỉ như thế này, bây giờ cái lực các ngón tay còn lại là nó sẽ quay theo cái chiều của F1. Quay theo chiều của F1, các ngón tay của còn lại là có phải là chiều F1 mình là hướng lên thì các ngón tay còn lại của mình có phải là mình bóp lại theo hướng quay lên đâu? Quay lên là quay ngược chiều kim đồng hồ đúng chưa? Là dữ dương. Rồi tương tự như vậy, bây giờ tới F3. F3 đây, F3 mình cũng chuyển ngón cái ra theo trục X này luôn. Nhưng mà bây giờ nè, F3 của mình nè, rõ ràng F3 của mình là nó đang quay sao? Quay cùng chiều kim đồng hồ. Bây giờ mình là các bạn giữ cái mặt phẳng của mình là thầy giả sử cái mặt phẳng bên này nè, mặt phẳng này là mặt phẳng thẳng đứng đi. Đúng không? Mà phản thẳng đứng bây giờ thì cho lực tác dụng này thì có phải là nó quay theo chiều này không? Đúng không? Thì cho lực tác dụng từ bên trái qua thì có phải là làm cho lực F3 nó tác dụng từ bên trái qua thì có phải là làm cho cái đường thẳng của mình nó cong như thế này không bạn? Nó quay như thế này không? Quay như thế này là cùng chiều kim đồng hồ là trừ F3. Và cánh tay đòn là mấy? Cánh tay đòn có phải xe không? Đây nè, cánh tay đòn là phải là vuông góc không? F3 nó phải giờ vào đây nó vuông góc này. Từ đây đến đây có phải là đoạn này là xe không? Đúng không? Rồi như vậy là xong. Bây giờ moment đối với trục Y, moment đối với trục Y, trục Y cũng phải là trục này. Như vậy rõ ràng F1 là không có này, tại vì F1 nó cắt trục Y là không có moment. F2 không cắt có, không song song là có rồi. F3 song song với trục Y, như vậy F3 không có luôn. Như vậy chỉ có mỗi một lực F2. Như vậy lực F2 ở đây bây giờ quan trọng là các bạn phải xác định ra đường dấu nó là dấu cộng hay trừ. Thì các bạn đặt ngón cái theo cái trục Y, dọc theo trục Y. Rồi F2 của mình nó tác dụng như vậy là có phải là tác dụng từ bên ngoài và từ bên trong ra bên ngoài không? Từ bên phía này nè. Đúng không? Từ phía này nè, F2 nó tác dụng nè. Từ phía này tác dụng ra nè thì nó đẩy cho cái mặt bên này nó quay ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Là cộng F2. Cánh tay đòn là từ đâu đến đâu? Cánh tay đòn là từ đây đến đây nè, từ đây đến đây trục Y nè. Từ F2 nó vuông góc với trục Y là đoạn này là vuông góc này đúng không các bạn? Thì đây là cánh tay đòn. Như vậy đoạn này có phải là C không? Tương ứng với cái cạnh C. Tương tự moment đối với trục Z, trục Z là trục này. Thì chúng ta kiểm tra coi lần nào song song với trục Z, F1 song song với trục Z là loại nè, không có nè. F2 nè, không song song nè, cũng không cắt luôn là có nè. F3 này cũng không song song, không cắt luôn là có. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta sẽ có F2 và F3, không có F1. F1 song song với trục Z, chỗ này không có. Đúng không? Như vậy F2 thì bây giờ mình đặt ngón tay cái theo cái trục Z nè. Bây giờ mình thấy rõ ràng mình nắm ngón tay cái lại thì nó rõ ràng F2 nó quay ngược chiều với lại cái chiều nắm của mình là quay cùng chiều đó. Đúng không? Giữ cái mặt phẳng này thì cái F2 nó đẩy nó làm cái tấm của mình là cong như thế này. Cong như thế này là cùng chiều kim đồng hồ là trừ F2. Cánh tay đòn là nó vuông góc với lại trục Z nè, là bằng khoảng cách đoạn này. Đoạn này có phải là A không? Tương tự F3 đây thì các bạn là giữ cái mặt phẳng bên này. Nếu mà phản bên này lực F3 tác dụng như thế này là làm cho cái tấm giấy của mình là cong như thế này. Cong như thế này là quay ngược chiều kim đồng hồ là cộng. Cánh tay đòn là từ đâu đến đâu? Đối với trục Z từ đây đến đây nè, từ đây đến đây nè, đúng không? Đây chính là cánh tay đòn, tại vì F3 vuông góc với cạnh nào thì đó chính là cánh tay đòn. Rồi đòn này chính là B. Thì đây chính là cộng F3 nhân với B. Được chưa? Rồi.
Như vậy là chúng ta đã hiểu xong cái phần mà tính moment của một lực đối với một điểm, tất cả các dạng rồi ha, đối với hình lập phương như thế nào luôn rồi, thầy đã hướng dẫn rồi đó. Và lưu ý giúp thầy. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ đi tiếp một cái ví dụ nữa về liên kết. Như vậy là bây giờ là các bạn đã hiểu rõ được cái cách tính moment, quán tính moment rồi ha, của một lực đối với một trục ở dạng là vector rồi dạng tổng quát như thế nào rồi. Còn bạn nào không hiểu nữa thì cứ coi lại video bài giảng rồi thầy sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Tiếp theo, bây giờ liên kết, bây giờ là vật tự do này, là vật có thể thực hiện được mọi chuyển động trong không gian thì người ta gọi là vật tự do. Ví dụ như là cái chùm bong bóng này người ta thả lên. Như vậy trong không gian chúng ta sẽ có ba ba hệ trục tọa độ là trục O, X, Z đúng không? Như vậy là cứ mỗi một trục như vậy là trục X nó di chuyển được theo phương X và nó có chiều quay quanh trục X là có hai bậc tự do. Tương tự như vậy trục Y là nó di chuyển được theo phương Y và nó quay quanh trục Y thì có hai bậc nữa. Và trục Z của chúng ta là nó di chuyển được theo phương Z, phương đứng và nó quay quanh trục Z nữa là có hai bậc nữa. Tổng cộng một vật mà di chuyển trong tự do sẽ có 6 bậc tự do. À. Rồi. Tương tự. Giờ vật chịu liên kết là vật có một số phương chuyển động bị hạn chế thì người ta gọi là vật chịu liên kết. Ví dụ chiếc xe hoành tráng này nè, nó đang di chuyển trên mặt đường là nó di chuyển được theo phương nằm ngang là phương X đi, giả sử phương nằm ngang là phương X. Nhưng mà phương đứng này nó không di chuyển được trừ khi nào? Trừ khi là cái đường này nó đục lỗ xuống thì được. À. Được chưa? Đó là thầy nói vui thôi ha. Như vậy cái này là nó không di chuyển được theo phương đứng. Được không? Như vậy đây gọi là vật chịu liên kết. Rồi, còn hình ảnh xe rùa này là liên kết tựa thì các bạn đã biết rồi. Trong cái bài giảng lần trước là thầy đã gửi cho các bạn thế nào là liên kết tựa thì các bạn biết rồi ha. Như vậy rõ ràng cái xe đẩy này chúng ta là có ba cái điểm tựa lên cái mặt phẳng viên đá này. Đây nè, ngay tại điểm tiếp xúc này. Một điểm này, điểm này là điểm thứ hai, điểm này điểm thứ ba. Như vậy cách phân tích liên kết tựa là gì? Là phải vuông góc với mặt phẳng tựa đúng không, và cản trở sự chuyển động thì người ta sẽ gọi là liên kết, gọi là phản lực liên kết tựa, đúng chưa? Rồi đó là một số cái liên kết tựa thì các bạn biết ký hiệu chữ cái là chữ nào ra đây. Hình dạng này đôi khi là liên kết tựa người ta ký hiệu cho mình là hình tam giác này, hình tam giác này, và cái luôn luôn ký hiệu chữ cái liên kết tựa là chữ N, và một phản lực duy nhất vuông góc của mặt phẳng tựa. Ví dụ hình tam giác này đang tựa lên cái mặt phẳng mà mặt phẳng này cái đế này. Như vậy là mặt phẳng này chính là mặt phẳng tựa thì mình vẽ cái phương vuông góc mặt phẳng tựa là phương này, mình kéo thẳng lên được không? Và ký hiệu ngay tại điểm A là NA. Rồi đây là hình ảnh của một số liên kết, nhớ giúp thầy là liên kết dối di động là có ba khúc tròn hoặc là hai khúc tròn như thế này thì người ta gọi là liên kết dối di động. Thì ứng dụng thì làm trong cái chi tiết ở bên ngoài rất là nhiều, các bạn biết rồi. Đây nè, có hình ảnh con lăn này thì gọi là chắc chắn là liên kết này, liên kết dối di động, được chưa? Hoặc là những cái hình kế bên này ha, các bạn mới nhìn hình này thì bữa trước chúng ta đã có bài giảng nói về những cái liên kết này rồi. Rồi đây là liên kết dây, liên kết dây nhớ giúp thầy nè, liên kết dây là liên kết lực dọc theo sợi dây và có chiều cản trở sự chuyển động của vật. Ví dụ như là cái cần cẩu này nó cẩu cái bồn tăng này, cẩu bồn tăng này thì cái bồn tăng này có xu hướng là gì, chuyển động hướng xuống, thì nguyên nhiệm vụ của liên kết dây phản lực liên kết là gì, phản lực, phản là phải chống đối lại thì nó mới cân bằng được đúng không? Thì nhiệm vụ của mình là đây là nó được treo bởi hai đầu này thì cái mũi tên màu đỏ này của mình là mình phải lượt nè, dọc theo sợi dây này phải có chiều hướng lên thì nó mới cân bằng, làm cho giữ được cái cân bằng của cái bồn tăng này. Tương tự như vậy đối với sợi dây bên này thì cũng lượt dọc theo sợi dây và mũi tên của mình là hướng lên thì đây gọi là liên kết dây, thì cái này các bạn biết rồi đúng chưa? Như vậy đối với nó móc hai đầu thì sợi dây này sẽ có hai liên kết dây, và thường liên kết người ta sẽ ký hiệu chữ cái là chữ T nha, T nha, T chữ T in hoa. Rồi liên kết bản lề thì các bạn biết rồi ha, khác với liên kết gối di động ở chỗ này nó chỉ có một khớp tròn ở chỗ này thôi, và khi giải phóng liên kết các bạn cũng phải có hai phản lực liên kết, đó là theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng. Rồi liên kết gối di động này, liên kết gối di động là đây, và liên kết gối di động ở hình mà chúng ta hay gặp trong đề thi hình vẽ, người ta vẽ kiểu này đây đó, chúng ta thấy hình này, giả sử này hai cái chân nối cứng vào mặt đất ngay chỗ này chỉ có một khớp tròn thì đây gọi là liên kết gối cố định, thì phân tích làm hai phản lực liên kết đó là theo phương x và theo phương y, x c, được chưa? Đó là liên kết gối cố định ha.
Rồi một số liên kết nữa đây là thầy đã phân tích trong cái bài giảng rồi, các bạn cố gắng các bạn coi. Trên gối cầu cũng biết là ngàm là phải có ba thành phần. Ngàm ở đây là chúng ta sẽ có gì đây? Có ít y và moment. Đâu? Có chịu ít y và moment này. Group này. Dạ. Yeah. Ngàm nó như thế này. Ngàm của mình là mình có hai cái thanh nối cứng vào nhau, hay nói khác là một thanh nối cứng vào bức tường. Đây, bức tường giả sử là cái hình này. Cái thanh này nối cứng vào luôn, không có khớp tròn nào hết. Thì lúc này các bạn giải phóng liên kết ra làm a phản lực theo phương ngang, phản lực theo phương đứng và chiều mẫu nỗ lực moment đúng theo chiều này cho thầy luôn, quy ước theo chiều này cho thầy luôn nha. Quy ước đúng theo chiều này. Không thay đổi chiều nha, cứ để đúng chiều đó làm cho thầy. Yeah, đó gọi là liên kết ngàm. Ngàm thì các bạn thấy ứng dụng ngay chỗ này nè, đây là chỗ ngàm, liên kết ngàm đây. Ok, đó rất là nhiều ứng dụng của liên kết ngàm. Liên kết thanh cứng, liên kết thanh cứng ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Đây là liên kết thứ nhất. Làm sao nhiều bạn hỏi thầy làm sao để em phân biệt được liên kết thanh cứng với lại liên kết gối di động? Nhiều bạn nhìn vô là tưởng đây nè, đây là có một điểm hai khúc tròn hai đầu là gọi là liên kết gối di động đúng không? Mình học hình dạng này mà. Nhưng các bạn lưu ý nha, đề bài mà người ta đã nói là nếu như người ta muốn nói là liên kết thanh cứng thì người ta nói sẽ nói là à, một có một cái vật nặng được tựa lên cái liên kết thanh AB thì rõ ràng đây chính là liên kết thanh chứ không phải là liên kết gối di động. Và hiểu ý không? Thì người ta sẽ phát biểu cho bạn là có chữ thanh trong đây để phân biệt giữa gối di động và liên kết thanh. Và phân biệt được chưa? Rồi, bây giờ thầy nhắc lại liên kết thanh cứng cái này cũng khá quan trọng, hay gặp nhiều trong đề thi. Đối với thanh thẳng, thanh này là thanh thẳng này, thanh AB là thanh thẳng, thì khi mà các bạn phân tích đối với lại liên kết thanh thẳng á thì lực phải dọc theo thanh và có chiều là sao? Phản lực liên kết là phải có chiều ngược lại đúng không? Cản trở mà. Như vậy những cái lực F1, F2, Fn này tác dụng lên cái vật rắn này thì có xu hướng vật rắn này di chuyển xuống, thì nhiệm vụ của liên kết thanh để giữ cân bằng thì nó phải sao? Thì ngay tại điểm này mình phải có chiều hướng lên dọc theo thanh. Nhớ dọc theo thanh nha, thanh nó đang theo hướng dọc theo hướng nào thì mình phải dọc theo thanh hướng lên. Thì giống mũi tên màu đỏ này người ta ký hiệu là chữ cái N luôn. Được chưa? Rồi nhưng mà bây giờ đối với thanh cong, đây nè, thanh cong này, thanh cong là điểm C và điểm D này, nhưng mà nó cong cái chỗ này thì nguyên tắc của mình phân tích là điểm đầu và điểm cuối, điểm đầu là điểm C, điểm cuối là điểm D đi, thì bắt buộc cái lực của mình, phương của lực mình là phải dọc theo cái thanh đó, dọc theo điểm đầu và điểm cuối nha, chứ không phải dọc theo cái thanh cong này. Các bạn nào vậy cong kiểu này là xác định luôn à, phải dọc theo cái điểm đầu, nối điểm đầu điểm cuối lại và có chiều kéo dài thẳng ra cho thầy, được chưa? Và NCD theo chiều hướng lên, được không? Như vậy đây gọi là liên kết thanh cứng. Và một cái nữa chúng ta bữa trước chúng ta chưa được học, đó chính là liên kết này. Chốt trường cũng rất hay gặp trong đề thi. Chốt trường very important, được chưa? Như vậy chỗ này các bạn nhớ giúp thầy nè, khi phân tích nè, ta sẽ có một phản lực liên kết, nhớ giúp thầy cậu này, vuông góc với mặt phản trường, đó là cách phân tích cho liên kết trường. Và ký hiệu cho liên kết trường người ta cũng ký hiệu chữ cái là chữ N à, chữ cái là chữ N, được chưa? Dấu thầy nha, liên kết trường người ta cũng ký hiệu chữ cái là chữ N, nhớ giúp thầy điều đó, được không? Chữ cái là chữ N. Như vậy rõ ràng đối với lại liên kết trường nè, các bạn thấy nè, cái chốt này đây, giờ thầy bỏ ra cái chốt đậm màu đen này nè, là đây gọi là cái chốt trường này, nó trượt và ghép bởi cái tấm phẳng màu xanh này và cái tấm hình thang đi, thầy tạm gọi là hình thang, ngay tại điểm B này, cái chốt này ngay tại điểm B, chốt B này. Khi mà cái lực L này nó tác dụng như thế này thì có phải là cái chốt trường này là nó trượt trong cái mặt phẳng này không, trong cái rãnh này không? Như vậy rõ ràng cái mặt phẳng trường của mình là mặt phẳng này, đúng không ạ? Mặt phẳng trường của mình là mặt phẳng này. Rồi như vậy khi mình phân tích là phản lực liên kết là sao? Phản lực liên kết là phải vuông góc với gì? Mặt phẳng trường. Đây, phản lực liên kết này vuông góc với mặt phẳng trường. Mặt phẳng trường là cái đường màu xanh nhỏ này, thầy vẽ vuông góc mũi tên hướng ra, được chưa? Tại sao mũi tên hướng ra? Tại vì L này nó lực này nó đang kéo theo phương này, thì bây giờ muốn cân bằng thì phản lực nó phải hướng ra, mũi hướng lên, đúng không? Và lúc này thầy sẽ ký hiệu là NM. Như vậy các bạn đã hiểu cách phân tích liên kết chốt trường chưa? Rồi ha. Rồi, như vậy đề bài người ta hay hỏi nhất của mình là giải phóng liên kết. Cũng có thể người ta hỏi mình là hãy giải phóng liên kết. Rồi, như vậy thầy giả sử bây giờ nguyên lý giải phóng liên kết này,
Bây giờ mình có một cái xe đẩy xúc như thế này, nó đang đặt trên cái mặt đường màu xanh này. Như vậy đề bài yêu cầu là hãy giải phóng liên kết cho cái chiếc xe đẩy này. Thì khi giải phóng liên kết là các bạn bỏ những cái liên kết đó ra, bỏ những cái ràng buộc đó ra thay bằng phản lực liên kết, tức là thầy sẽ bỏ cái mặt đường này ra. Thì rõ ràng cái xe đẩy này nó đang là tựa, đúng không? Điểm B và điểm C nó đang tựa trên mặt phẳng này, thì thầy bỏ cái mặt đường này ra, thầy thay bằng hai liên kết tựa. Đó, thứ nhất là liên kết tựa ngay tại điểm B, mặt phẳng tựa của mình là mặt phẳng đang nằm ngang như thế này, thì vẽ vuông góc của mặt phẳng tựa thì cũng phải là NB hướng lên, không vuông góc không. Tương tự điểm điểm C là điểm bánh xe này nó tựa lên cái mặt phẳng nằm ngang này, thì thầy vẽ cái phương vuông góc của mặt phẳng tựa là phương này, đúng không? Đúng không? Các bạn có thể là bỏ ở đây cũng được, hoặc là đây hướng lên cũng được nha, không ảnh hưởng gì nha. Hướng này cũng được mà hướng trên này để từ xe kéo lên cũng được, cũng không ảnh hưởng gì. Miễn làm sao vuông góc mặt phẳng tựa cho thầy là được. À, như vậy các bạn đã hiểu được cách giải phóng liên kết chưa? Còn G đề cho lực B sao, lực B là trọng lượng thì người ta cho sao thì mình vẽ lại như vậy thôi. Rồi tiếp tục. Bây giờ đề bài người ta sẽ yêu cầu mình là gì? Giải phóng liên kết. Giải phóng liên kết ha, của cái hình này. Ví dụ đề bài free body diagram, đề bài yêu cầu mình là hãy giải phóng liên kết của cái hình này. Hình đề người ta cho là như vậy nè, bắt buộc các bạn phải đi giải phóng liên kết, được chưa? Khoảng cách từ A tới B là 3.5, khoảng cách từ B đến cái lực B này là 0.5. Bây giờ mình giải phóng liên kết như vậy, bước số 1 các bạn sẽ trình bày sao? Rồi, các bạn sẽ trình bày cho thầy cái trả lời giải là giải phóng liên kết solution nhé. Rồi trong bước này mình làm cái gì? Vẽ lại cái chiều dài dầm nó dài bao nhiêu thì mình vẽ ra. Đối tượng của mình là bao nhiêu mình dễ vẽ ra đây. Giải phóng liên kết cho cái dầm AB này nhá. Rồi thì sẽ vẽ lại cái dầm AB. Vẽ đúng cái chiều dài của nó luôn, đúng không? Rồi bây giờ các bạn nhìn nè, ngay tại A đây chính là liên kết gì? Có phải gối cố định không? Phải hình này không? Này không? Đó, nó phải hình này không? Hình này thì có mấy thành phần? X và Y, hai thành phần. Rồi, như vậy ngay tại đây là thầy sẽ giải phóng liên kết là có hai thành phần. Đúng theo chiều đó luôn. Nhớ ghi vô đây là điểm nào nha, điểm A. Được chưa? Rồi ngay tại B các bạn thấy nè, có ba cái khúc tròn đây, có phải là liên kết gối di động không? Đúng không? Còn gối di động thì mình có mấy phản lực liên kết? Có hai phản lực liên kết, có một phản lực liên kết đúng không? Đây là B. Rồi thầy sẽ ký hiệu đây là IB hoặc NB gì cũng được nha, tùy các bạn muốn ký hiệu chữ cái Y hoặc là chữ N gì đó là do mình đó, do mình quyết định, cái này không ảnh hưởng gì. Rồi tiếp theo cái lực B đề cho sao thì mình vẽ lại như vậy, thì ở đây gọi là bước giải phóng liên kết. Lực B đề cho sao chúng ta vẽ lại như vậy, đây gọi là bước giải phóng liên kết xong. Được không ạ? Như vậy các bạn đã hiểu được cái ví dụ đầu tiên về cách vẽ sơ đồ giải phóng liên kết chưa? Free body diagram. Được không? Rất dễ ha. Các bạn cứ làm theo đúng trình tự đó, các bạn phải thuộc liên kết, nhìn vô phải biết nó là liên kết gì. Được chưa? Rồi. Tiếp. Ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai cũng tương tự như vậy ha. Chúng ta đây là cái đề bài. Bây giờ chúng ta sẽ giải phóng liên kết trình bày vô. Vẽ lại đúng cái chiều dài đối tượng khảo sát đó chính là AB nằm ngang. Đó, AB nằm ngang. Ví dụ vô, điểm này là điểm A. Điểm này điểm B. Đó. Ngay tại A thì đây là liên kết gối cố định, thì các bạn biết rồi là phải có hai thành phần phản lực, đó là X và Y, cứ đúng mặc định theo phương này cho thầy. Đúng không? Cứ đúng theo phương và chiều mũi tên vô nha. Rồi lực B đề cho sao vẽ lại đúng như vậy. Đề cho ngay đây thì thầy vẽ lại đúng ngay đây. Đúng chưa? Rồi bây giờ tới thằng này là liên kết gối di động, nhưng mà lúc này cái mặt phẳng của mình không phải là mặt phẳng nằm ngang.
di động là nó di chuyển theo cái phương phương xuyên này. Nhiều bạn nè xác định nè, nhiều bạn vẽ phân tích nhìn biết là gối di động luôn mà ngay tại B này, IB. À, nhiều bạn phân tích IB chỗ này này hướng lên, xác định luôn nha. Bạn nào mà vẽ hướng lên là liên hệ ngay phòng đào tạo nha. Kiểu này là sai, hiểu chưa? Mặt phẳng lúc này, mặt phẳng di chuyển của mình là mặt phẳng theo phương xuyên. Như vậy lúc này liên kết gối di động của mình là mặt phẳng này nè. Đó, theo phương xuyên này thì mình phải vẽ vuông góc với mặt phẳng theo phương xuyên. Ở đây. Đó, thì đây mới gọi là IB. Các bạn hiểu ý vậy chưa? Khi mà làm bài phải lưu ý cái này nha. Rồi, đây mới gọi là bước giải phóng liên kết. Vậy các bạn đã hiểu được cái ví dụ 2 chưa? Được không bạn? Đây chính là ví dụ 2. Ví dụ 3. Có này. Ví dụ 3, chúng ta có một cái thanh này nó đang ngà vào cái bức tường. Đây, thầy đang khoanh tròn cái này nè. Đó, khoanh tròn cái này, đây là liên kết ngàm đó. Không có khớp tròn gì hết thì chỗ này phải ngàm thôi. Và ngàm thì chúng ta sẽ có mấy phản lực? Có 3 thành phần phản lực, đó là ít, y và moen. Đúng không? Như vậy là thầy sẽ giải phóng nhanh cái ngàm này, vẽ lại dòng này. Rồi ngay tại A của mình đây là liên kết ngàm, đúng không bạn? A đây thầy ký hiệu điểm A. Như vậy liên kết ngàm là phải có 3 thành phần phản lực, hồi nãy mình đã học lý thuyết rồi. 3 thành phần phản lực. Đây, vẽ đúng theo đúng thành phần này. Y, ít, y và m. Yeah. À, còn lực B này 1200 cho sao vẽ lại đúng vị trí đó. Đây nó tác dụng ngay điểm này, này vẽ lại đúng ngay vị trí điểm này. Rồi ngay tại đây là gì? Khối tâm nè, nó lực tác dụng ngay tại khối tâm này, này. Vật này nó có khối lượng ngay tại khối tâm là đặt ngay chính giữa nè, vật. Mà cho khối lượng nhân với cho tác cộng trường thường lấy 10 hoặc 9,8 tùy theo mình ha. Mình muốn làm tròn thì mình lượng nhân 10, nhưng muốn chính xác thì nhân 9,8. Lấy khối lượng nhân với g là nó sẽ ra được trọng lực, đúng không? Trọng lực của mình là đã phải đặt ngay khối tâm, là đặt ngay chính giữa của cái dầm này. Dầm này, dầm này 6 mét thì mình phải đặt ngay chính giữa của 6 mét là mỗi bên 33, đặt ngay chính giữa đi xuống. Trọng lượng mà, đúng không? Vậy là xong. Như vậy các bạn đã hiểu được cái ví dụ số 3 chưa? Giải phóng liên kết. Rồi, ví dụ tiếp theo, ví dụ số 4 là cái hình này. Bây giờ đề bài yêu cầu là hãy giải phóng liên kết cho cái dàn này, bài toán dàn này. Tức là đề bài người ta hãy giải phóng liên kết cho hệ dạng ha, cho hệ dạng. Chúng ta nhìn rõ hơn đi. Đó. Đây, đây là cái hệ dạng này. Đó. Thì bài toán dạng này sau này các bạn sẽ học một cái phần chương riêng là sẽ đi tính cái phần tính ấn lực của các thanh trong bài toán dạng. Thì nội dung tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn sau. À, bây giờ chúng ta giải phóng liên kết đó, hiểu giải phóng liên kết chứ? Như vậy rõ ràng là đối với toán dàn thì mình vẽ là cái dàn này người ta vẽ sao thì mình vẽ lại như vậy. Đây, thầy vẽ lại nè, lực này nó tác dụng 5,7 là 10,5, 9,6, 10,5, 5,7 tác dụng ngay tại điểm nào thì mình vẽ lại đúng ngay tại điểm đó cho thầy. Rồi, bây giờ mình mới giải phóng liên kết này. Ngay tại A, gối cố định có hai thành phần phản lực, đó là X và Y theo đúng phương này. Ngay tại H, chúng ta thấy nè, đây là có những cái khớp tròn ở phía dưới nè, ba khớp tròn phía trên như vậy, đây là liên kết gối di động. Như vậy gối di động thì mình sẽ có một phản lực theo phương thẳng đứng là phương Y. Như vậy ở đây là ngay tại H thì từ đây thì sẽ vẽ hướng lên là IH. Được không? Còn bạn nào mà vẽ từ đây hướng lên thì nó trùng nhìn kỳ quá. Ví dụ bạn nào mà quen rồi vẽ ngay đây mũi tên hướng lên nữa thì nó trùng nhau thì khó nhìn. Đó, nhiều bạn vẽ kiểu này nè. Từ đây các bạn cho IH rồi tự nhiên đụng cái lực 5.7 nữa thì nó trùng nhau khó nhìn. Cho nên là mình nên tốt nhất thì mình nên dời xuống đây để cho dễ nhìn. Cũng tác dụng ngay tại điểm H là được rồi. Hiểu không? Và hiểu chưa? Hiểu cách giải phóng liên kết cho các bài toán dàn này chưa? Rồi, tiếp. Cho sơ đồ người ta yêu cầu là mình hãy giải phóng liên kết. Giải phóng liên kết ha, giải phóng liên kết. Cho cái hệ đi. Để bài nó sẽ nói hệ thăm. Hệ khung ha, AB và BC. Đối với nhau. Bằng khớp tại B. À, nói rõ như vậy đi cho các bạn dễ hình dung. Nhiều bạn là không hiểu.
Đây, bây giờ cái hệ của mình nè, hệ khung của mình đây nè, AB nè, đường nối với BC nè, ngay tại khớp bản lề của mình là khớp B nè, ngay tại điểm này là khớp bản lề nè, khớp B nè. Được không? Copy cái này. Đó, ngay tại cái điểm này là điểm B nè. Ừ, nối nhau bằng cái khớp khớp tròn. À, khớp tròn. Như vậy khi mà các bạn giải phóng liên kết thì các bạn sẽ là gì? Mình sẽ tách ra là mình xét cái AB và xét cái BC. Xét AB và xét BC. Bây giờ xét AB này. Xét AB thầy vẽ là AB này thì bỏ đi, cái rõ ràng các bạn nhìn nè, ngay tại điểm A là cái chân nó được nối cứng vào mặt đất luôn, không có khớp tròn gì hết. Thì đây là liên kết gì các bạn? Gối cố định thì mình có XY nè, đúng không bạn? XIA, nhớ tại điểm nào phải ký hiệu vô nha, XIA chữ cái hòa. Rồi, lực B nó tác dụng ngay tại đây, vẽ là đúng là lực B. Rồi, ngay tại đây nè, nguyên tắc các bạn nhớ giùm cho thầy. Giả sử bây giờ nè, cứ có một cái khớp tròn được nối nhau bằng cái chữ khớp. Chữ này. Khớp. Chữ màu đỏ thì bôi đậm nè. Như vậy, nguyên tắc cái chữ khớp là phải có hai thành phần phản lực, đó là theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng. Nhớ giúp thầy nha. Nhớ giúp thầy nha, có chữ khớp là phải có hai phản lực liên kết, đó là X và Y. Như vậy bây giờ ngay tại điểm B thì thầy sẽ có là phân tích là khớp mà là phải có XB và IB đúng theo chuyện này cho thầy luôn, hiểu chưa? Rồi, tương tự bây giờ thầy sẽ giải phóng liên kết cho cái gì đây, cho bên nào? BC. BC thầy giải phóng liên kết cho BC này. Như vậy BC thì thầy sẽ vẽ là BC, BC nó đây, vẽ lại để cho sao vẽ lại đúng vậy. Như vậy rõ ràng ngay tại C này mình cũng thấy đây là liên kết gì các bạn? Gối cố định luôn. Gối cố định thì có hai thành phần phản lực, giả sử quy ước theo chiều này XC, IC. Lực quy tác dụng ngay tại đây vẽ lại. Rồi bây giờ lực B ngay tại điểm B, B là liên kết bản lề là khớp nối mà, đúng không? Như vậy là nó cũng phải có hai phản lực liên kết, đó là X và Y. Nhưng mà tại sao ở đây là tự nhiên bên này thầy không phải ký hiệu là, đáng lý bên này thầy phải ký hiệu là như thế này, phải là XB như thế này, rồi IB như thế này luôn thì mới đúng chứ, đúng không? Như hồi nãy thầy đã nói là hai phản lực, đây có hai phản lực X, Y, nhưng mà theo chiều này là mình sai. Lưu ý giúp thầy nha. Đối với lại mà cái bài toán mà nó liên kết với nhau bằng liên kết khớp bản lề thì như thế này. Bạn chú ý lên cái hình này cho thầy. Đó, thầy có cái thanh màu xanh được nối với thanh màu cam bằng cái khớp tròn. Khớp tròn này là khớp bản lề. Rồi, như vậy khi mà các bạn giả sử một bên, các bạn chọn bên nào trước cũng được. Và các bạn đã giả sử một bên, các bạn giả sử các bạn mà tách bên này, bên màu xanh này ra, thì nguyên tắc là chúng ta có hai phản lực liên kết. Đi đi. Theo chiều này, đúng không? Nhưng mà khi thằng bên kia, thằng còn lại mà các bạn tách á, tách sâu thằng màu xanh thì bắt buộc thằng còn lại nó phải phụ thuộc vào thằng màu xanh, nó phải ngược chiều so với thằng màu xanh, thì lúc này các bạn cộng lại nó mới cân bằng. Chứ các bạn mà để luôn đúng chiều này nè, các bạn để luôn đúng chiều này có nghĩa là bạn sai. Mày hiểu ý không? Nhớ nha, hệ vật khi mà các bạn đối với lại thằng liên kết với nhau bằng khớp mà các bạn tách ra làm hai bên thì cái bên còn lại nó sẽ phụ thuộc vào cái bên đầu tiên mà các bạn chọn chiều. Ví dụ bên đầu tiên các bạn chọn theo chiều này thì bên còn lại các bạn phải chọn theo chiều ngược lại thì nó mới cân bằng, thì cũng hai thành phần phản lực. Ví dụ như theo phương này, thằng đầu tiên là theo phương hướng sang bên phải thì thằng còn lại phải hướng sang bên trái. Thằng đầu tiên theo hướng từ dưới hướng lên thì thằng này phải từ trên hướng xuống thì nó mới cân bằng. Bạn hiểu ý thầy chưa? Đó, để vậy thì nó mới cân bằng. Hiểu không? Hoặc thằng đầu tiên các bạn không thích theo chiều này mà thằng đầu tiên các bạn cho chiều này cho hướng vào. Nên chiều này hướng vào, thằng này cho chiều này hướng xuống thì bắt buộc cái thằng còn lại, thằng thứ hai các bạn phải cho chiều này phải sao các bạn, hướng ngược lại theo chiều này, và thằng này phải là hướng gì, hướng lên. Các bạn hiểu ý thầy chưa, hiểu không? Lưu ý nha, hiểu chưa? Vậy các bạn hiểu được ví dụ này chưa, nhớ giúp thầy nha. Đó là mấy cái mà lưu ý chúng ta cực kỳ quan trọng đó. Rồi, một ví dụ nữa về giải phóng liên kết cho cái gầu sốt. Đây là những cái bài toán đề thi mà chúng ta cũng hay gặp, những cái loại này nè, người ta cho mình những cái hình này vẽ mình đi giải phóng gì đấy. Rồi bây giờ gầu sốt và vật liệu có tổng khối lượng là 500 kg. Đây gầu sốt đây, và người ta cho cái vật liệu nằm trong cái gầu sốt này có tổng khối lượng luôn của hàng này cộng lại là 500 kg, với khối tâm là g. Đây người ta cho khối tâm của gầu sốt này là nằm ngay đây, là chữ g có sẵn, được giữ cân bằng như hình vẽ. Hãy giải phóng liên kết, đây free body diagram, cho cái gầu xúc này. Biết rằng tại D, tại F, tại H là các khớp xoay. D, F, H là khớp xoay.
bỏ qua khối lượng của các phần tử khác trong hệ, tức là bỏ qua hết khối lượng của những cái này, cái này không tính, chỉ có tính cái khối lượng của cái gầu này thôi, được không? Rồi đề bài yêu cầu mình giải phóng cái gầu này, giải phóng liên kết của gầu này. Như vậy đề bài nó yêu cầu mình giải phóng liên kết của thằng nào thì mình chỉ là cắt thằng đó ra mình giải phóng thôi, các bạn hiểu ý không? Như vậy là đề bài yêu cầu mình giải phóng gầu này đúng không? Như vậy là thầy sẽ giải phóng thì cắt cái khúc gầu này ra thì giải phóng thôi. Đây cái khúc gầu này, hình này. À, cái khúc gầu này nè, được không? Thầy cắt cái khúc gầu này ra thôi, còn khúc trên này không tính, râu ria này không tính ha. Rồi thầy cắt khúc gầu này ra, thầy giải phóng này. Đầu tiên thằng này nè, gầu xúc này và vật liệu có tổng khối lượng là 500 kg, thì nguyên tắc của mình là 500 kg là trọng lực phải đâu? Phải đặt ngay tại khối tâm đúng không? Khối tâm của mình là đề nó đã cho mình là ngay tại đâu? G. Như vậy là trọng lượng mình phải xuống hướng xuống, được không? Như vậy là lúc này là ngay tại G này, các bạn giải phóng liên kết là phải có một lực B hướng xuống và lấy 500 nhân cho 10 là thành 5.000 Newton, đúng không bạn? Kilogram nhân với 10 là ra Newton. Rồi từ Newton các bạn đổi về kilonewton, là các bạn muốn đổi ra kilonewton thì các bạn chia cho 1.000, đúng không? 500 nhân với 10 là 5.000 Newton, chia cho 1.000 là ra được 5 kilonewton. Tùy các bạn ha, các bạn muốn để đơn vị là Newton hoặc kilonewton, tùy, được chưa? Như vậy là phải là mũi tên hướng xuống, và ở đây là các bạn cho là 5 kilonewton, hiểu chỗ này không? Được không bạn? Và bây giờ mình chỉ còn mấu chốt chỗ nào nữa thôi, chỗ D và chỗ F. Như vậy chỗ D này của mình là bằng cái gì? Người ta nói là ngay biết rằng ngay tại D là khớp xoay. À, D là ngay tại D là khớp xoay. D là khớp xoay, như vậy khớp xoay của mình là phải có mấy thành phần phản lực? Hai thành phần, đó là theo phương X và theo phương Y. Được không bạn? XD và ID. Được chưa? XD, ID. Rồi, ngay tại F đáng lý là của mình là cũng là khớp xoay luôn. Nhưng mà các bạn để ý giúp thầy nè, ngay tại F với H nè, đây có phần. Bây giờ khớp xoay các bạn để ngay chỗ này là XF, XF và IF cũng được. Nhưng mà thôi, bây giờ mình dùng theo là liên kết thanh đi, thanh cứng đi, đúng không? Liên kết thanh cứng này, cái này nó giống là D, điểm H và điểm F nè. Như vậy là mình nối điểm đầu và điểm cuối lại, điểm F và điểm H lại, đúng không? Như vậy mũi tên của mình là phải hướng lên, đúng không? Nối điểm đầu và điểm cuối của điểm H, điểm đầu là điểm F, điểm cuối là điểm H, nối lại và có phương mũi tên mình phải hướng lên. Tại vì sao? Tại vì cái gầu này nó đang là có xu hướng là chuyển động hướng xuống, thì phản lực liên kết là phải hướng lên thì nó mới cân bằng, đúng không? Đây nè, đó, như vậy thầy nói hướng lên, hướng lên. Như vậy là khi mà các bạn làm bài, ví dụ câu này một điểm là rất là gọn ha, chúng ta chỉ cần cắt cái đối tượng nào đề bài yêu cầu mình khảo sát, cái đối tượng nào thì mình giải phóng liên kết cho cái đối tượng đó thôi. Rồi bây giờ mình chỉ đặt đề và giải phóng ra thuộc liên kết, được không? Rồi bây giờ thầy lấy tiếp một ví dụ nữa để cho các bạn hình dung. Tiếp một ví dụ nữa, ví dụ này. Bây giờ thầy có một cái level như thế này, cánh tay này. Bây giờ lực ép nó đang kéo như thế này, ngay tại A các bạn nhìn vô chắc chắn đây là liên kết gì các bạn? Gối cố định, đúng không? Hai cái chân nó cứng vào mặt đất, đây là liên kết cố định nè. Như vậy ngay tại đây các bạn phải giải phóng là có XIA nè, đúng không? Rồi ngay tại đây nè, các bạn thấy có con lăn thì đây là liên kết gối di động nè, liên kết gối di động nè, đúng không các bạn? Nhưng mà lúc này nè, các bạn thấy khi mà lực ép này nó kéo như vậy, có phải là nó ép cho cái con lăn này, là nó nén con lăn này lại không? Đúng không ạ? Nén cái con lăn này lại nè, cái đầu này nó chạy lên, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái chuyển động đó, có phải là cái đầu B này của mình là phải chạy lên không, đúng không? Nó sẽ làm cho cái đầu B này chạy lên theo đúng cái chiều mũi tên của mình nè, chạy lên hướng này, thì nó ép cái chốt con lăn này lại, thì nó ở đây là nó phải sinh ra được một cái phản lực liên kết, đó là liên kết tựa, đúng không bạn? Liên kết tựa. Như vậy rõ ràng muốn liên kết tựa ngay chỗ này mà muốn giữ được cân bằng thì có phải là liên kết tựa ngay chỗ này phải hướng xuống không, đúng không? Ngay tại điểm B này nó phải hướng xuống thì NB. Ngay tại đây có XIA và ngay tại đây là lực ép vẽ lại là xong, đúng không? Rồi yeah. Khi các bạn làm bài các bạn xóa đi mấy cái liên kết này nha, thay bằng cái phản lực liên kết cho thầy chưa xóa kịp á, đáng lý là mình phải xóa nè, xóa cái liên kết này đi nè, coi như là không có liên kết này nè, không có liên kết gối cố định nè, được không? Rồi xóa đi nè, cái này là không có liên kết tựa, tại vì thay phản giải phóng liên kết mà, là phải thay những cái liên kết này bằng cái phản lực liên kết thì mới gọi là giải phóng, và hiểu ý thầy chưa? Được không? Rồi ha. Tương tự một ví dụ tiếp theo. Được không bạn? Có theo kịp không? Hay là có khó hiểu chỗ nào không? Được thầy. Rồi, bây giờ tiếp tục ví dụ tiếp theo cũng là giải phóng liên kết. Hôm nay nội dung của bài đầu tiên là chúng ta chỉ tập trung là viết phương trình cân bằng tính moment đối với một điểm và giải phóng liên kết thôi. Rồi. Giờ thầy có một cái pulley ngay tại điểm D này.
được chưa, nó nâng cái giữ trạng thái cân bằng của cái đối tượng như nằm ngang này. Người ta yêu cầu mình là hãy giải phóng liên kết này, thầy viết tắt này, free body diagram ha, của cái dầm beam là dầm á, dầm ABC. Người ta yêu cầu mình giải phóng liên kết của dầm ABC, thì lúc này các bạn sẽ vẽ lại đúng cái dầm ABC ra, hỏi giải phóng thằng nào thì mình sẽ vẽ lại đúng cái dầm đó ra. Đây, giải phóng dầm ABC ra. Được, nó giống này. Thì ngay tại A các bạn nhìn vô này, rõ ràng ở đây là liên kết gối cố định đúng không? Mặc dù liên kết gối cố định bình thường của mình là phải theo phương hình này, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó xoay như thế này cũng được, nó xoay như thế này cũng đâu ảnh hưởng gì, cũng là liên kết gối cố định đúng không? Đúng không bạn? Nó xoay như thế này thì thằng này vẫn là liên kết gối cố định, chứ nó xoay đi đâu nữa cũng không thay đổi được nhé. Hiểu chưa? Rồi như vậy đây là liên kết gối cố định nè. Thì liên kết gối cố định này, các bạn phải ký hiệu khi làm bài là phải ghi chữ này là chữ A nè. Các bạn ghi luôn XA, IA, tại vì gối cố định là phải có hai phản lực. Rồi cái sợi dây này hồi nãy mình mới vừa học xong lý thuyết thì các bạn rõ ràng nè. Ngay tại điểm B, đây là ngay tại điểm B, giả sử điểm B ngay đây, thì sợi dây này nhiệm vụ của mình là phải giữ cân bằng cho cái thanh này đúng không? Lực là phải dọc theo sợi dây. Đúng không bạn? Lực dọc theo sợi dây nè, ví dụ lực này. Đó, thầy sẽ vẽ dọc theo sợi dây. Thầy đang phân tích trước cho các bạn hiểu ha. À, lực dọc theo sợi dây thì giả sử ngay tại điểm B thì ký hiệu là TB đi. Rồi xong, tiếp tục bây giờ tới sợi dây này cũng lực dọc theo sợi dây này và thầy ký hiệu là TC, ngay tại điểm C thầy ký hiệu là TC. Đúng không? Đúng chưa? Tại vì người ta yêu cầu mình là đang phân tích giải phóng liên kết cho đối tượng này thì mình chỉ cần quan tâm đến đối tượng này thôi, còn phía trên này không có liên quan gì nhé. Rồi bây giờ tới này, ngay tại điểm C này nó treo một cái vật nặng. Như vậy vật nặng này chắc chắn là phải có khối lượng. Khối lượng thì các bạn phải đặt ngay đâu? Là phân tích phải có trọng lượng đúng không? Là phải đặt ngay giữa khối tâm của vật này và hướng xuống. Đúng không ạ? Thì mình ký hiệu là, chứ nó chưa cho số liệu thì mình ký hiệu đây là chữ B đi, trọng lực đi. Được không? Đó gọi là giải phóng liên kết. Đây. Đó. Yeah. Như vậy chỗ này có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Rồi, một ví dụ tiếp theo. Đây này, đề bài này yêu cầu cũng là free body diagram của cái dầm ABC, tức là dầm này thôi chứ không liên quan gì tới thanh CD. Hiểu biết thầy chưa? Nó hỏi giải phóng thằng nào thì mình chỉ khảo sát đối tượng đó thôi. Đó, như vậy là thầy sẽ vẽ lại cái đối tượng của mình là đây. Wow, cái đối tượng nó đây yêu cầu mình là ABC mà, thì thầy sẽ vẽ lại đối tượng của mình là ABC đây. Đó. Rồi bây giờ giải phóng liên kết ngay từ A, các bạn nhìn vô quá quen thuộc rồi. Đây là liên kết gối cố định thì sẽ có hai thành phần XA, IA, nhớ ghi điểm vào dưới đây ha. Rồi ngay tại điểm B, lực B là chịu lực ép tác dụng ngay tại điểm B vẽ lại. Rồi tiếp tục chỉ còn ngay tại điểm C thôi. Ngay tại điểm C. Như vậy ngay tại điểm C các bạn thấy nè, CD của mình là liên kết gì đấy các bạn? Thanh. Liên kết thanh cứng thẳng, đúng không? Liên kết thanh cứng thẳng, như vậy là lực sẽ dọc theo thanh cứng thẳng. Lực sẽ dọc theo thanh cứng này và có chiều phải hướng lên thì nó mới giữ cân bằng được. Đúng không các bạn? Đúng không? Có hiểu chỗ này chưa? Lực sẽ hướng lên này, có chiều mũi tên hướng lên này, nó mới giữ được cân bằng. Thì đây, đây gọi là sơ đồ giải phóng liên kết. À, nhớ liên kết thanh là mình sẽ ký hiệu là chữ cái là chữ N. À. Chưa? Và theo kịp được ví dụ này không? À, nhớ nhớ thầy nha, mình đang khảo sát giải phóng liên kết cho đối tượng nào thì mình chỉ cần khảo sát cho thằng đó thôi. Còn khi nào mà đề bài yêu cầu là hãy giải phóng liên kết cho cái thanh CD thì lúc này mình sẽ vẽ cái thanh CD ra. Đúng không? Vẽ cái thanh CD ra. Ngay tại D đây là gối cố định thì có hai phản lực là XY, XDD. Được không? Rồi còn ngay tại C ở đây là các bạn rõ ràng ở đây là liên kết thanh cứng thì lúc này là phản lực của mình là sẽ sao? Hướng xuống vậy thôi. Đúng không? Nhớ thầy nhé. Rồi. Ví dụ nữa. Đây là một ví dụ cuối cùng trong nội dung bài giảng hôm nay, rồi sau đó là chúng ta sẽ có một cái bài tập kiểm tra online, các bạn sẽ nộp vào cuối buổi cho thầy. Rồi bây giờ có một cái thanh ba như thế này, cái móc chữ L.
nó tựa lên điểm C, điểm B và điểm A. Chịu lực ép tác dụng như thế này, tức là giống như là cái đòn bẩy vậy đó, nó bẩy cái vật nặng A lên, được không? Mà nó tựa lại tại ba điểm này, tựa ba điểm này. Như vậy ngay tại điểm C thì có phải là mặt phẳng tựa của mình là mặt phẳng này không các bạn? Có phải là mặt phẳng này không? Đúng không? Mặt phẳng mà thầy bôn đậm cái đường giống này. Đúng chưa? Ngay tại điểm C, mặt phẳng tựa của điểm C là mặt phẳng đường màu đỏ. Ngay tại điểm C mình phải vẽ vuông góc với mặt phẳng tựa, liên kết tựa mà, là NC phải hướng lên, hướng ra khỏi mặt phẳng tựa ha, chứ không phải hướng vào cắm vào mặt đất này nha. Rồi tương tự ngay tại điểm B, mặt phẳng tựa của mình cũng phải là mặt phẳng nằm ngang không? Đúng không? Như vậy lúc này mình sẽ phân tích phản lực liên kết có phải là ngay tại B mình vẽ vuông góc với lại cái đường màu đỏ hướng lên là NB. Tương tự bây giờ ngay tại điểm A thì mặt phẳng tựa của mình cũng phải là mặt phẳng nằm ngang này không? Và mình phải vẽ là NA hướng xuống, đúng không? Thì đây gọi là liên kết tựa. Rồi, giải phẫu liên kết nào. Được chưa? Đây là giải phẫu liên kết ha. Rồi. Như vậy là bây giờ nội dung hôm nay thì thầy kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập và nộp lại cho thầy. Thì trước tiên là bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn sơ qua cái phần giải phẫu liên kết. Bài này bài đầu tiên. Đề bài của thầy là thầy sẽ yêu cầu các bạn giải phẫu liên kết cho cái hình này thôi. Còn cái này là xác định reaction là phản lực liên kết chúng ta chưa học tới cho nên không cần quan tâm. Ở đây các bạn nhìn vô cái hình này khảo sát giúp cho thầy đối tượng của mình là AB. Ngay tại A là gối cố định, ngay tại B là gối di động thì các bạn biết rồi giải phóng như thế nào rồi. Chỉ có cái này là lực phân bố điều hình tam giác thôi. Cái này các bạn coi trong nội dung slide bài giảng bài hai cái slide trước thầy đã hướng dẫn cách quy đổi. Nhớ khi gặp những cái lực này các bạn phải quy về một lực duy nhất. À, lực phân bố điều hình tam giác thì cách quy đổi và đặt ngay đâu thì các bạn biết rồi. Còn ngay đây moment để cho ngay tại chỗ này thì các bạn vẽ lại đúng cái chiều quay moment này ngay tại điểm này là chúng ta đã giải phóng xong. Đó là nội dung của bài tập yêu cầu. À. Được chưa?